Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha chí thánh của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì thời gian này chúng con là dân sự Chúa được ngồi dưới bệ trần của Ngài để lắng nghe lời hằng sống của Chúa. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh là thật là thật, xin Ngài mở lòng cho hỡi mọi người chúng con. Ngài cũng mở trí nữa, cùng mở mắt, mở tai để chúng con có thể thấy được và nghe được và hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của lời Ngài. Và thì giờ chúng con cầu xin Thánh Linh Ngài sức dầu ban ơn cho chính con để nhớ ơn của Chúa con thắng hơn được sự yếu đuối của xác thịt này. Hầu cho con có thể làm được công việc Chúa giao cho. Và đến khi con công bố lời của Chúa, Ngài sẽ mở trí cho con, cùng khải tượng Ngài sẽ ban cho, để con có thể lĩnh hội được ý muốn của Chúa, để công bố ra kịp theo ý muốn của Ngài. Thì cho người già người nghe hết thảy được Ngài dẫn dắt vào trong nó thật của lời Ngài. Thì Chúa ban ơn sự của Chúa để họ không cần phải bò húc hay là cà phê, vẫn tỉnh táo được, để chính Chúa khiến tâm linh họ tỉnh táo. Họ cho họ thấy lẽ thật mầu nhiệm của Đức Chúa Trời tuôn chảy trong lòng họ, khiến họ vui mừng. Để tất cả mọi người đều được Chúa dẫn dắt vào trong lẽ thật của lời Chúa, vì lời của Chúa khiến con được nên thánh. Con cảm ơn Chúa. Nguyện sĩ ý của Chúa được nên, Đức của Cha được đến trong thời giờ có cần dùng này. Con cảm ơn Chúa và đồng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các là trong sách Matthew đoạn bài thứ 12. Chúa Jesus chịu ma quỷ cám dỗ phần 2. Thì thế nền tảng là sách Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jesus đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở đến bánh đi. Đức Chúa Jesus đáp, có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Jesus phán, cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Jesus bèn phán cùng nói rằng, hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Ma quỷ đã thất bại khi hắn lợi dụng cơn đói của Chúa Jesus khi Ngài đã kiêng ăn tới 40 ngày 40 đêm rồi để cám dỗ Chúa Jesus. Nhưng do vậy hắn vẫn không từ bỏ mưu trước của mình mà tiếp tục dùng một phương kế khác để cám dỗ Chúa Jesus. Bản Kinh Thánh King James Version chép câu 5 câu 6 thì bản tiếng Anh chép như thế nào? Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Bản King James Version chép, then the devil take him up into the holy city and set him on a pinnacle of the temple and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, he shall keep his angel charge concerning thee. And in their hand, they shall bear thee up, let at any time thou dash thy foot against a stone. Rất là rõ này. Chứ bản tiếng Việt dịch là đem ở trong câu này đó. Thì trong tiếng Hy Lạp ấy, là chữ phanambano. Số 3880 của tiếng Greek Hy Lạp đã có nghĩa là đến gần một cách thân thiện như một người bạn, liên kết với như một người bạn thân, làm ra vẻ như thân thiện với. Chúng ta nhớ giang đoạn 1 câu 11 không? Ngã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Chữ nhận này tức là para làm bản đồ. Chữ nhận này nguyên nghĩa của nó tức là đến gần cách thân thiện như một người bạn, liên kết với như một người bạn thân, làm như vẻ thân thiện với. Nhưng mà trong giang đoạn 1 câu 11 thì không nhận lấy, tức là không đến gần, không làm bạn, không trở nên thân thiện. Nhưng bây giờ chúng ta nghĩ làm thế nào ma quỷ có thể bê cả Chúa Jesus lên trên núi cao rồi lên trên nóc đền thờ? Nó không làm như vậy. Tôi có thể nói chuyện với lại Thắng, những cảnh ở bên Canada. Thắng có thể ngồi đây nghe tôi kể chuyện và hình dung được trong đầu của mình rằng Thắng đang ở Canada. Ma quỷ dùng quyền phép siêu nhiên để đến gần Chúa, thủ thỉ nói chuyện với Ngài tỉ tê để cám dỗ Chúa. Dùng quyền năng siêu nhiên khiến
người ta có thể thấy một cái vision, tức là một cái khải tượng về hình ảnh đó, nó có thể làm được điều này, chứ không phải là bê Chúa lên trên núi cao, nó không làm được đó. Vì Đức Thánh Linh đem Chúa Giêsu vào trong đời đó để thử, để Ngài chịu thử thách. Và ma quỷ trong thế giới thần linh này nó không bê thân thể của Chúa, nó không được phép làm được này. Nhưng mà nó đến với quyền năng siêu nhiên để khiến cho Chúa có thể có khải tượng vào trong đầu của mình, thấy được cảnh tượng đó và hình ảnh đó, và được sự gì cám dỗ. Nó đến vẻ rất là thân thiện để nói sát với người ta vậy. Cho nên khi chúng ta nghe người ta nói chuyện, lòng ta tưởng tượng và chúng ta có thể hình dung được, và chúng ta có thể khao khát được, tưởng tượng như là mình đang đến đó. Ví dụ như là câu chuyện là Tam Quốc chẳng hạn, là Tào Tháo cùng đội quân của mình đi trên đường đó, gặp phải sa mạc rồi, khát quá rồi. Ông ta hiến được cái là kẻ một cánh rừng mơ ở phía trước đó. Thế là cả đội quân lính của Tào Tháo nghĩ tới rừng mơ là ăn chua lắm rồi, bắt đầu ứa được miếng ra và qua cơn khát tạm thời đó. Tức là dùng cái khả năng truyền khẩu hoặc là khả năng siêu nhiên mà nó có đó để tạo ra ảnh tượng, để khiến Chúa Giêsu hình dung mình đang ở trên đó để cám dỗ Ngài. Chúng ta sử dụng quyền năng siêu nhiên để tiếp cận Chúa và giao tiếp với Chúa như một người bạn rất gần gũi để mơn trớn, dụ dỗ, thủ thỉ, tỉ tê, nói chuyện với Ngài. Chứ không phải hắn dùng quyền năng để đem thân thể của Ngài bay lên không trung để đưa đến chỗ này, đến chỗ kia. Để có thể hiểu ý này, chúng ta hãy trở lại với lời của Đức Trời chép về công việc mà Ngài làm cho người ta. Có thể thấy công việc Chúa làm với lại tiên tri Ê-xê-chiên. Sách Ê-xê-chiên đoạn 8, câu 1 đến câu 18 chép: Năm thứ 6, ngày mùng 5 tháng 6, khi ta đang ngồi trong nhà và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-va giáng trên ta. Bây giờ ta thấy, và này, có hình giống như trạng lửa. Từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống thì là lửa, còn từ lưng trở lên thì như hình trạng sáng chói, tựa đồng bóng nhoáng. Người ấy giơ tay ra hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta, thần cất ta lên giữa quãng trời và đất, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Này, tại đó có sự vinh hiển của Đức Giê-va, Đức Chúa Trời của Israel, như ta xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt nhìn về phía bắc, và này, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương. Ngài lại phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi có thấy sự kẻ này làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Israel đã phạm tại đây, làm đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Xong ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc khác nữa. Đoạn Ngài dắt ta đến cửa hành lang, ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xoay vách đi. Khi ta xoay vách xong thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán: Hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây. Vậy ta vào xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ trên chung quanh tường. Trước mặt các thần tượng ấy đứng 70 trưởng lão của nhà Israel, giữa họ có Ja-a-sa-niêm, con trai Sa-phan, mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên như ngút. Ngài bèn phán: Hỡi con người, ngươi có thấy các trưởng lão Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó đã rằng: Đức Giê-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-va đã lìa bỏ đất này. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó làm. Ngài dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó ta thấy những người đàn bà ngồi mà khóc tham mưu. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn thế nữa. Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-va. Này, nơi lối vào cửa đền thờ Đức Giê-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-va và xây mặt về hướng đông, hướng về phía đông mà thờ lại mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy rẫy trong đất và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình, vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận, mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Lúc này Ê-xê-chiên đang ở bên bờ sông Kê-ba thuộc xứ Canh Đê của Babylon, cách thành Jerusalem khoảng hơn 1.000 cây số đường chim bay. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã khiến thần linh của
Ezechiel tức là tâm linh Ezechiel rời khỏi thân thể. Ông nói mà về thành Jerusalem để thấy được những cái sự mà dân Juda làm sự cương biết đó. Đó là lý do tại sao mà dân Juda bị bắt làm phu tù sang xứ Babylon. Là vì tội lỗi của họ, kể cả những kẻ còn sót lại ở Jerusalem cũng tiếp tục làm tội lỗi đó. Bởi cái đó tại sao người ta hỏi là: Chúa ơi, tại sao chúng tôi bị làm phu tù lâu thế mà không được trở về? Chúa nói là bởi vì những kẻ ở tại Jerusalem cũng làm điều ô uế nữa, thì họ không thể trở về được. Làm sao tôi tới Chúa có thể thấy điều này? Chúa khiến tâm linh của Ezechiel bay trở về Jerusalem để thấy được điều đó. Chúa đã cho chúng ta biết rằng tâm linh của chúng ta có thể tách rời khỏi xác thịt chúng ta theo lệnh của Đức Trời hoặc là quyền lực của ma quỷ, nếu được hợp pháp để tách linh người ta ra khỏi thân thể để đi đến chỗ này chỗ kia, kể cả bên kia trái đất. Chúa cho tôi chiêm bao trở về Việt Nam để tôi vào nhà của vợ tôi. Vì khi đó tôi cầu nguyện với Chúa là nếu như người nữ này mà Chúa ban cho con làm vợ thì xin Chúa cho con được gặp người này. Và Chúa cho tôi trở về Việt Nam. Tôi vào trong nhà của vợ tôi nhìn thấy điều gì có trong nhà đó và tôi biết xuống tất cả điều gì mà Chúa bày tỏ tôi. Mà khi tôi gửi thư về cho vợ tôi giật mình. Nhưng đó rất chính xác, kể cả những sự mà nó sẽ xảy ra hoặc là những sự đã xảy ra mà vợ tôi không để ý đến. Thậm chí có sự mà vừa xảy ra trong ngày hôm trước. Thì trong đêm chúng tôi trên bao, vừa hôm sau tôi gọi phone về, tôi nói cho vợ tôi biết là tôi đã thấy vợ tôi bị vết này, bị vết kia và đang mặc quần áo như thế nào. Để cho vợ tôi biết rằng là Chúa đã chọn chúng tôi lại cho nhau. Nếu không phải thần của Chúa đem mình về, làm sao mình thấy được? Nhưng đây Chúa cho thấy thích một điều là chúng ta cần phải hiểu thân thể chúng ta và tâm linh của chúng ta. Và ma quỷ sẽ hành động trên tâm linh chúng ta như thế nào và trên xác thịt của chúng ta ra sao? Để chúng ta biết để đánh trận. Cũng có thể như vậy, Đức Thánh Linh đã cất tâm linh của sứ đồ Giăng khi ông đang ở trong nhà tù tại đảo Patmo. Ông lên trên thiên đàng mà trên đó thấy sự thờ phượng của Chúa trên đó, cùng thấy được những sự sẽ xảy ra sau này. Rồi Chúa lại khiến ông trở lại trái đất này để ông viết sách Khải Huyền. Có một điều đặc biệt chúng ta cần phải biết này, ma quỷ đã chờ cho đến khi Chúa Giêsu đói, tức là 40 ngày, 40 đêm kinh ăn như vậy đó, bây giờ hắn mới đến cám dỗ Chúa. Đấy điều rất là quan trọng cho chúng ta hiểu này. Bất cứ khi nào chúng ta đói, tức là chúng ta đói khát về cái điều chúng ta muốn. Ví dụ, tiền bạc, danh chức lợi quyền, hoặc tình dục, hoặc tình cảm, hoặc quyền lực, hoặc là lương thực thực phẩm. Lúc mà người ta có cần nhất đó là lúc ma quỷ sẽ đến để cám dỗ, để lừa dối. Mà khi chúng ta đã đói đấy, cái gì ăn cũng thấy ngon. Bởi đó tôi từng nói chuyện với anh em đùa là khi anh em muốn đi chợ để mua sắm gì đó đấy, ăn ở nhà đi. Khi ăn ở nhà no rồi thì đến siêu thị cái gì cảm thấy đủ rồi không mua nữa. Còn mà đi siêu thị mà đi chợ mà mua đồ ăn ấy, mà mình đang đói thì thấy cái gì cũng ngon và mua về. Thực tế mua về không ăn đến. Là bởi vì như vậy. Bởi nhiều khi chính khả năng chúng ta tự cám dỗ mình. Bởi vì người ta có câu đùa là khi đói tưởng mình ăn được con voi. Nhưng mà mình khi ăn no rồi, thực tế ra ăn một miếng bánh vào rồi là no rồi. Nhưng mà khi đói mình cứ tưởng mình ăn được nhiều. Tự mình cám dỗ mình. Ở đây Chúa đang dạy chúng ta một điều là ma quỷ luôn chờ cho đến khi người ta đói, thiếu, có cần nhất, nó đến cám dỗ. Khi thân thể của người ta còn đang khỏe mạnh, được no đủ cả về tình cảm, tinh thần và vật chất cùng đồ ăn, thì sự cám dỗ đó sẽ bị hạn chế tác dụng. Bởi vì tâm trí của người ta đôi đó là mạnh mẽ này, tỉnh táo trong lý luận, trong suy nghĩ. Mà khi người ta đói, tự trong bản năng và tiềm thức của con người sẽ đưa ra những hành gợi nhớ đến sự liên quan đến nhu cầu người ta đang có cần lúc đói, thiếu, cần có cho hoặc thân thể, hoặc công việc, hoặc sinh lý đòi hỏi, hoặc sức lực yêu cầu. Chính đó, lúc người ta có cần đó, mọi sự liên quan đến nhu cầu đó trở nên có giá trị hơn lúc bình thường và tự nhiên trở thành sự cám dỗ, thôi thúc, thúc giục người ta hành động theo ý muốn của nhu cầu mình. Đây là ma quỷ, nó biết rõ cái bản năng tự nhiên của con người. Đó là tại sao mà Chúa bảo chúng ta phải luôn có bánh thuộc linh cho chúng ta này. Xác thịt có thể đói, nhưng mà tâm linh ta phải no. Tâm linh ta no trách nhiệm của mình và khả năng Chúa ban cho cùng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, sự cai trị của Chúa. Cái sự no đó tức là no đủ đầy dẫy ở trong tâm linh mình. Thì bây giờ nó có thể điều khiển được xác thịt này. Vì xác thịt khi nó đói, nó bắt đầu sẽ thích thú. Bởi cái đó nên những chàng trai hoặc những cô gái mà đang thời kỳ mà yêu đương đó thì phải cẩn thận. Vì cơ thể chúng ta nó có thời kỳ của nó. Trong khi Thánh chép bao giờ có thời kỳ.
có kỳ của nó hết cả. Tôi lấy ví dụ, đối với người nữ, cái thời kỳ trước khi rụng trứng và sau khi rụng trứng ít nhất là 5 ngày hoặc nhiều có thể từ 10 ngày là khả năng tình dục phát triển rất là cao, và lúc đó người ta rất dễ dàng rơi vào tình trạng yêu bị động. Mình thấy người ta đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn và mở miệng ra nói yêu. À. Thì người nam cũng vậy. Có những lúc người ta cảm thấy thờ ơ, sắc đẹp đối với người ta không có tác dụng cả. Nhưng có lúc thì nhìn cái rất là bình thường cũng thấy đẹp hơn. Là bởi vì cái hormone của cơ thể người ta tiết ra khiến người ta cảm thấy rung động hơn, thấy đẹp hơn. Cũng có thể như vậy. Khi mình đói, mình trông cái củ khoai, mình cũng thèm, cũng thấy ngon. Nhưng khi mình ăn no rồi thì không thích nữa. Lên thế gian ôi câu này, đói thì thèm thịt, thèm xôi, ăn no cơm tẻ thì thôi mọi đường. À. Đó là tại sao mà Chúa bảo chúng ta là nếu mà cái người đó mà thấy mình cảm thấy là mình phải lấy vợ, phải lấy chồng thì lên lấy đi. Đừng để cái tình dục nó hôn đốt mình rồi giờ vào trước cám dỗ. Chúa dạy chúng ta phải hiểu là ma quỷ nó biết rõ nhu cầu của xác thịt, nên nó chờ cho người ta đến đúng dịp tốt nhất để nó cám dỗ. Lúc mà tất cả mọi nhu cầu người ta có cần đó nó chỉ có giá trị thì bây giờ ma quỷ bắt đầu cám dỗ. Những người thờ phượng ma quỷ, người ta gọi là Satanist, thường sử dụng một phương pháp gây ra sự thiếu hụt dinh dưỡng như là nhịn đói, nhịn ăn, nhịn khát để khiến thân thể của người ta bị suy nhược. Thì bây giờ để cho cái tà linh đó tách tâm linh người ta ra khỏi, người ta gọi là tà thuật, tách linh ra khỏi thân thể của người ta và đi tấn công gia đình, cơ đốc nhân hoặc làm tà thuật. Tôi không nói về cái phương pháp của ma quỷ đã làm vì tôi đã có biết cái công việc của nó là tiếng Anh gọi là blank mind, tức là họ tập trung nhìn vào một cái ngọn nến và không suy nghĩ cả, tập trung vào thu hút mình đó, và bây giờ tâm trí bị trống trải, bây giờ bắt đầu ma quỷ nó nhảy vào tâm trí đó và nó hướng dẫn người đó. Đặc biệt ngày hôm nay ấy, là những cái game thủ, đặc biệt là các cái thanh thiếu niên ấy, chơi game đó luôn luôn bị blank mind, tức là ham muốn quá thì trong cái game đó có những lời nó nói từ trong game nói ra và cái người game thủ đó quên rằng mình đang nói chuyện với cái ảo. Nhưng bởi vì miệng nói ra thì ma quỷ nắm được và nó túm được, và cuối cùng ma quỷ hợp pháp nhảy vào cái game thủ đó làm chủ người đó luôn. Đấy, có nhiều đứa là mất trí luôn là bởi vì nó mê quá rồi nói chuyện với cái tà linh ở trong cái game đó mà không biết là tà linh, mà game đó do ma Satanist đó tạo lên đó, thì người ta thấy nó ly kỳ quá rồi nó nói chuyện trong game đó, mình nói theo và nhiều khi nói chuyện như là hai người đang đánh nhau và đang nói chuyện với nhau, và ma quỷ cầm buộc cái miệng đó và người đó bị blank mind, tức là trí khôn người đó không còn nữa mà chỉ có game ở trong đầu đó thôi, và nó phạm tội. Nhiều đứa là ở đó suốt cả tháng luôn và chết đói đó. Bởi đó chúng ta phải đổi mới tâm trí mình và phải điều khiển tâm trí mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Ở đây ma quỷ đã lợi dụng khi Chúa đói để đến cám dỗ, nhưng mà hắn thất bại vì Chúa Giêsu đã dùng lời của Đức Trời phán rằng người ta không phải sống như mà bánh mà sống bởi lời của Đức Chúa Trời nữa. Hắn thất bại. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu kích động Chúa Giêsu. Hắn nói, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi. Vì có lời chép rằng Đức Chúa Trời sẽ sai các thiên sứ để nâng đỡ ngươi. Hắn đang kích động về danh chức lệ quyền của Chúa Giêsu. Hắn biết rằng Chúa là con Đức Chúa Trời. Hắn biết, bởi vì có lời tiên tri. Và bây giờ Chúa đến rồi, hắn không ngăn trở được. Hắn biết rồi, bây giờ tìm cách đến, bởi vì Chúa mang thân thể xác thịt này. Nên hắn không hiểu được kế hoạch của Đức Chúa Trời, tại sao được con một Đức Chúa Trời đến trong thân thể xác thịt này. Hắn kích. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, hãy tỏ mình đi, thì chắc chắn là thiên sứ sẽ nâng đỡ ngươi. Vì có lời chép như vậy, hắn dùng lời của Chúa đã chép, nhưng kỳ thực là hắn kích Chúa Giêsu tỏ mình ra trước kỳ. Thấy chưa nào? Chúng ta biết rằng mọi sự đều có kỳ định cả. Chúng ta nhớ chuyện tiệc cưới Cana không? Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ tại Cana, có một cái đám tiệc, người bà con với là Mary là mẹ sinh thất thể của Chúa Giêsu đó. Và khi hết rượu rồi thì bà Mary muốn Chúa Giêsu tỏ mình ra là Đấng Christ để mình được tôn trọng. Nên bà nói là ta hết rượu rồi. Chúa của trách bà Mary như thế nào? Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Vì giờ ta chưa đến. Có giờ. Bất cứ điều gì đó có giờ của nó. Một sự giới trời có kỳ định. Nên khi chúng ta theo Chúa, chúng ta biết khi nào là cái giờ của mình. Có giờ của sự tối tăm. Có giờ của nước Đức Trời. Có giờ của sự cứu rỗi. Có cái giờ của nước đua trời, cũng có giờ của ma quỷ. Nên chúng ta phải nhận biết và làm sao chúng ta nhận biết được. Xác thịt không biết, tâm linh biết. Nếu tâm linh ta được tái sanh và được thánh linh cai trị thì chúng ta sẽ biết. Nên có lúc chúng ta bảo, Chúa bảo chúng ta im lặng. Có lúc Chúa bảo chúng ta nói. Có kỳ của nó hết.
Và những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, vua Salomon đã chép lại thành sách truyền đạo những sự cay đắng của cuộc đời ông. Đã theo Chúa nhưng mà không hết lòng kính sợ Ngài. Và khi ông bị những người vợ thuộc về dân ngoại thao túng, khi ông phạm tội thờ lại thần tượng và cùng thực hành công việc tà thuật liên quan đến việc tách linh hồn mình ra khỏi thân thể xác thịt để làm sự mà xác thịt của người ta không làm được. Mà những câu cuối cùng của cuộc đời mình, vua Salomon viết chua chát như thế này. Truyền đạo đoạn 12 câu 1 đến câu 7 chép: trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa, trong những ngày ấy, kẻ giữ nhà run rẩy, những ngày mạnh sức cam khom, kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít. Những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai bên cánh cửa đường bên đường đã đóng lại và tiếng say mòn dần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn trở dậy và tiếng con gái hát đều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, có những kẻ tang chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đất và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Ông nói đến kỳ cuối cùng này, kỳ mà hội thánh của Chúa được cất lên rồi, thế gian chao đảo hụt hẫng. Có một thời kỳ tất cả thế gian này coi như chết rồi khi hội thánh của Chúa cất lên. Người ta đang say cối, một người cất lên rồi thì còn lại buồn quá rồi, biết mình bị bỏ rơi rồi và không còn sức nữa. Nó sợ hãi, người ta không dám lên cao đâu bởi vì máy bay đang bay, phi công biến mất rồi và máy bay rớt. Người ta sợ không trường hợp đó xảy ra cho nữa. Thì Salomon đã kinh nghiệm được rằng ông đã làm tà thuật, bởi vì ông lấy rất nhiều người vợ dân ngoại và làm tà thuật tách linh mình ra. Mà khi tâm linh người ta tách ra như vậy là có một cái sợi dây bạc giữa linh hồn của người ta và thân thể xác thịt đó. Nó bay xa đến đâu mặc dầu sợi dây bạc vẫn còn, nhưng mà dây bạc đó sẽ đứt khi tâm linh của người đó xưng Satan là chúa của mình. Dây bạc sẽ đứt và không bao giờ quay trở lại nữa. Và bây giờ người ta xác thịt đó là sống trong thực vật mà thôi. Lời khuyên nhủ với những người chưa phạm tội như mình, Salomon viết này: hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra bên giếng và bụi tro trở vào đất y nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Trời đã đấng đã bàn nó trước khi quá muộn. Đó. Dây bạc được chép trong câu đó là sợi dây kết nối giữa linh hồn với thân thể xác thịt của người ta. Và dây này chỉ đứt khi linh hồn của ta đã bị ma quỷ lừa dối và tưởng rằng Satan có quyền ban cho nó quyền năng. Ở Việt Nam, chúng ta cũng rất là cảm tạ Chúa vì Satanist chưa hành động thao túng như ở Bắc Mỹ. Ở Bắc Mỹ, Satanist hành động ngay cả trong chính phủ, ngay vừa cầm quyền, thậm chí trong lực lượng cảnh sát. Bởi vì nó ban cho cái người đó có quyền lực. Quyền lực đó là quyền lực bất hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời. Quyền đó không bao giờ được tha thứ cả. Bởi vì nó dùng tà thuật để tách linh ra. Tách linh ra nó có thể làm gì? Nó có thể bay đến nhà người khác, có thể nghe trộm vào tất cả mọi tin tức người ta nói chuyện, thậm chí cưỡng dâm người ta, thậm chí là ăn trộm, hoặc là đổ đồ vật, hoặc giết người. Nên có những vụ án mà người ta biết rằng ma quỷ sử dụng tà thuật để giết người ta, nhưng nó không trực tiếp giết, mà nó dùng linh của con người để giết người ta. Thì ví dụ có người đang sử dụng máy cưa rời khỏi tay người ta và quay trở lại và cắt người ta, mà vô hình. Đó là tâm linh đã làm điều đó. Bà Rebecca là tôi tớ Chúa, trong thời gian để giải cứu bà Ellen đã bị ma quỷ dùng tâm linh của những người mà gian ác đấy là hành động tấn công họ, ném họ từ tường này sang tường kia và đồ vật bay trong nhà tấn công họ. Rồi Chúa cho bừng mở mắt ra nhìn thấy cái linh hồn của người đó tấn công mình. Rồi chính Chúa khiến cho cái linh hồn đó không nhìn thấy bà Rebecca và bé Ellen nữa. Rồi cõng nhau ra khỏi nhà để thoát trên chiếc xe do thiên sứ lái, mà ma quỷ cũng cái linh đó không nhìn thấy. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là tâm linh người ta có sức mạnh, nên Chúa gọi tâm linh người ta là người mạnh sức. Nhưng mà Chúa không cho phép chúng ta sử dụng sức mạnh của tâm linh chúng ta, mà chúng ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào sự cai trị của Chúa. Ngài không muốn ta tự tách linh mình ra, nhưng mà trong lúc có cần dùng thì Chúa có thể khiến tâm linh ta rời khỏi thân thể mình để đi đến chỗ này, đi chỗ kia để được Chúa chỉ cho, hoặc là thế thiên đàng, hoặc là thế địa ngục, hoặc thế âm phủ, rồi khi trở lại để
tả lại cho ông ta những điều mầu nhiệm đó. Vì tôi đã được đến thiên đàng, tôi được xuống ngâm phủ. Và khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mà có cái lần mà Chúa cho tôi bay. Tôi bay và tôi mê quá rồi. Khi mà bay xuống núi này, tôi không biết là sao nâng lên đập rơi, đập cả người mình xuống, đập xuống đất để bật lên nữa này. Mà không đau. Tại vì cái tâm linh mình, Chúa cho mình biết là tâm linh mình có thật. Để cho mình biết là quả thật mình có tâm linh và Chúa cho mình đi chỗ nào đi chỗ kia. Rồi lúc Chúa thử mình thì mình bay thích quá nha. Mình không có cánh làm sao được bây giờ. Mình xuống không biết là sao lên cả, tôi cứ lao xuống. Mình thích thú quá rồi lên dầm cái xuống núi lại bật người ra. Thì mới phát hiện ra là cảm ơn Chúa, tâm linh của mình có thể rời được, nhưng mà trong bàn tay Chúa mình trở lại với mình được. Tôi đang nói về cái sức mạnh của tâm linh. Chính vì cái lý do này mà Đức Chúa Jesus phán dạy các môn đồ của Chúa cùng hết thảy những người tin Ngài phải tái sanh tâm linh mình. Chúng ta tin Chúa, chúng ta phải được tái sanh lại. Để làm gì? Để chúng ta được Tức Thánh Linh cai trị, Ngài ra dẫn. Còn nếu không, ma quỷ sẽ lừa dối người ta. Nó sẽ lừa dối người ta. Giăng đoạn 4, câu 23 đến 24 chép: Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và đã thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và đã thật mà thờ lại Cha. Bản tiếng Việt gọi là tâm thần, của tiếng Anh là spirit, tức là tâm linh của chúng ta. Mà linh tức là thần, nên gọi là tâm thần cũng đúng, mà spirit là tâm linh chúng ta cũng được. Cái nền tảng căn bản của sự sống đời người không phải là trong xác thịt của người ta, nhưng là trong tâm linh của người đó. Nào tôi kiểm tra. Chỗ nào trong Kinh Thánh nói về điều này? Hả? Đức Trời hà sanh khí vào lỗ mũi thì bây giờ loài người trở lên một loài sanh linh. Linh tức là spirit, tức là tâm linh, tức là tâm thần chúng ta. Người ta không nhìn thấy tâm thần, nhưng làm sao biết tâm thần vào trong cái thân thể đó? Câu chuyện thứ hai nữa. Khi đứa bé do lời tiên tri của tiên tri Eli, nó bị đau đầu nó chết. À. Người đàn bà nói đến với tiên tri Elise phải không nào? À. Elise sai Gehazi đến trước, nhưng mà người đàn bà nói không, tôi chỉ dây vào lời của ông và phán rằng nếu ông không đi đến đó, tôi sẽ không đi. Và Elise phải đi. Gehazi đến đặt cái gậy lên trên đứa bé đó, nó không sống lại. Tiên tri Elise phải cầu nguyện và ấp mình trên đứa bé đó. Mấy lần? 7 lần. Bây giờ nó mới nhảy mũi. Và ông cầu xin thì Đức Chúa Trời trả linh hồn lại cho đứa bé đó. Bây giờ nó nhảy mũi và nó sống lại. Anh nghe thấy không nào? Khi linh hồn ra khỏi người ta thì xác thịt còn như chết. Khi sứ đồ Phao-lô đang giảng khuya rồi đến 2 giờ đêm, có người thanh niên ngồi cửa sổ đó buồn ngủ quá té xuống và chết. Nhưng mà khi ông xuống, ông sờ thì ông nói như nào? Linh hồn vẫn còn ở trong người. Và ông lên giảng tiếp nữa, có đứa trẻ kia, cái thanh niên trẻ đó thì sống lại. Tức là chúng ta biết rằng linh hồn rời khỏi thân thể thì linh hồn sẽ chết. Mà đức tin không có việc làm thì đức tin cũng chết vậy. Bởi vì đó Chúa dạy chúng ta là phải nhận biết là chúng ta phải tái sanh tâm linh mình. Người tin Chúa phải đòi hỏi bằng được sự tái sanh cho tâm linh mình. Bởi vì đó khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, chúng ta cầu xin Thánh Linh Ngài ngự trên chúng ta và khiến cho chúng ta nhận được sự ban cho Thánh Linh đó để Ngài ra dẫn, Ngài nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta có thể được sống lại tâm linh mình. Nền tảng căn bản của sự sống lại người không phải là trong xác thịt người ta, nhưng là trong tâm linh của người đó. Mà chỉ khi nào tâm linh của người ta được sanh lại, được nuôi dưỡng và được dắt dẫn bởi Đức Thánh Linh và tuân theo luật pháp của Thánh Linh sự sống, tức là thật, thì người ấy mới có đủ sức lực để thắng được sự cám dỗ cùng như mưu trước của ma quỷ. Ở trong tất cả mọi chúng ta ngồi ở đây, không có người nào xứng đáng để vào trong thiên đàng cả. Nhưng Kinh Thánh chép như thế nào? Chúng ta được cứu bởi đức tin, nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà được cứu. Muốn hưởng được ân điển đó thì chúng ta phải vâng lời. Ma quỷ thì nói với lỗ tai người ta như thế nào cả? Mày không xứng đáng vào thiên đàng đâu, trên đó toàn người thánh khiết không à? Chúng ta nói với nó như thế nào? Người im đi. Bởi vì có lời chép, chính Chúa Jesus phán rằng Ngài đến thế gian có phải cứu người công bình, nhưng cứu kẻ có tội. Còn ngươi bị phán xét rồi, ngươi không được cứu. Chúng ta được cứu vì chúng ta là nạn nhân bởi ngươi. Chính ngươi khiến Adam phạm tội. Chính ngươi khiến là người phạm tội. Chúng ta bị bán bởi vì tội lỗi của ngươi. Chúng ta là nạn nhân. Nếu chúng ta được cứu, còn ngươi thì không. Chúa Jesus đến để cứu chúng ta lại cho Ngài. Vậy chúng ta đến làm gì? Chấp nhận mọi điều kiện Ngài bảo cho chúng ta.
Chúa Giêsu có tội không? Không. Tại sao Ngài chịu báp têm tại sông Giô-đanh? Vì đó là luật pháp công bình của Đức Chúa Trời. Đó là con đường. Con đường đó Chúa ban cho dân Israel. Dân Israel phải ra khỏi Ê-díp-tô. Muốn vào được xứ Canaan đó, dân Israel phải vượt qua biển đỏ. Và công việc Chúa dẫn dân Israel vượt qua biển đỏ bởi Môi-se đó là hình ảnh của phép báp têm. Môi-se báp têm dân Israel dưới đám mây. Hình bóng về báp têm bằng nước. Vì Kinh Thánh đã chép, ai tin vào sự báp têm thì được cứu, không phải sự công bình của mình. Không người nào xứng đáng cả. Chính vì không xứng đáng nên mới phải báp têm. Báp têm thì được xứng đáng. Đúng chưa anh em? Chúa là đấng cứu chúng ta, Ngài là mẫu chúng ta đi theo Ngài mà. Chúng ta hát rồi. Ngài đi trước chúng ta đi theo. Chúng ta nói theo con đường Ngài đã đi. Chúa nói là hệ ai tin ta và làm theo lời ta thì được cứu. Vậy thì ta chịu báp têm là vì luật pháp có chép. Khi tôi chịu theo luật pháp có chép thì tôi trở nên xứng đáng. Tôi được xứng đáng bởi sự vâng lời, không phải bởi công việc làm. Phi lơ thứ nhất đoạn 1 câu 22-23 chép: anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sáng hết lòng. Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Các tôn giáo trong thế gian này họ làm đủ mọi thứ cực hình. Ma quỷ lừa dối họ, họ tưởng làm công việc đó mà được cứu. Ngày đầu năm mấy người khoe nhau họ đi thờ cái tôn giáo của họ đấy. Họ nói là ông ấy đứng lên ngồi xuống 500 lần và xưng ra cái tên của các cái thánh ra cái Phật đó 500 lần. Thế mà sao khờ thế? Trước khi mày xưng ra thì hỏi tại sao tao phải xưng đó 500 lần? Và cái người mà gọi là thần thánh đó là Phật đó có tác dụng gì mà phải xưng nó ra? Mình hỏi chứ. Được không anh em? Trước khi mua viên thuốc đó tại sao phải mua viên thuốc này? Nó có tác dụng gì? Mình hỏi chứ. Mình có cần không? Đó. Họ không hỏi. Ma quỷ lừa rồi. Họ cứ tưởng nói nhiều thế là được cứu. Chúa bảo chúng ta theo Ngài mà phải hiểu Ngài, phải biết Ngài. Nên Chúa Giêsu phán như thế nào về sự cứu rỗi? Và sự sống đời đời là nhìn biết Cha. Tức là Đức Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha sẽ đến. Chúng ta phải biết Ngài, Ngài có thật, thật như thế nào? Khi nào chúng ta biết Ngài có thật? Khi chúng ta nhờ cậy Ngài, cầu nguyện và chờ đợi sự trả lời đến, chúng ta tin Ngài có thật, đúng chưa nào? Ngài tỏ chính Ngài ra không phải bởi lời nói suông của người giảng đạo, mà chính Ngài là đấng ban con đường cho chúng ta. Chính Ngài trả lời cho chúng ta. Chúng ta tin, chúng ta tin vào lời Chúa và thực hành đức tin của mình, và Ngài trả lời. Chúng ta tin hoàn toàn bởi vì Ngài có thật. Chính Ngài tỏ chính mình ra, chính Ngài chứng minh Ngài là có thật, chứ không phải là người khác chứng minh về Ngài. Ngài không cần người khác chứng minh, nhưng Ngài muốn ta làm chứng để rồi chính Chúa sẽ bày tỏ cho tất cả mọi người rằng Ngài có thật. Tôi mới đọc Phi Lơ thứ nhất đoạn 1 câu 2-23 này: anh em đã vâng theo lẽ thật mà làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được sanh lại, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Trời. Bản tiếng Việt dịch thiếu chủ từ. Chúng ta cảm tạ Chúa đi kỳ sau đó chúng ta biết rằng Chúa thường chúng ta nên Ngài chúng ta có rất nhiều tài liệu chính xác với nguyên bản. Tôi đọc lại câu này trong tiếng Anh này: Seeing you have fortified your souls in obeying the true spirit unto unfettered love of the present, see that you love one another with a pure heart fervently, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which live and abide forever. Có nghĩa là bởi vì anh em đã làm sạch linh hồn mình, tức là tâm linh mình, trong sự vâng theo lẽ thật thông qua Đức Thánh Linh, mà yêu thương anh em mình cách thật thành thật. Và tình yêu đó của anh em đối với nhau là sốt sắng hết lòng, bởi sự tái sanh không phải hột giống hư nát, nhưng bởi hồ giống không thể hư nát là bởi lời của Đức Chúa Trời, là lời sống và hằng còn đến đời đời. Bản tiếng Việt dịch thiếu hẳn chủ từ của câu 22 là tức là Đức Thánh Linh. Mục đích chính của lời Chúa đây là nói về sự những người tin Chúa phải có được sự thánh sạch của linh hồn mình, tức là tâm linh mình, là điều mà Đức Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Cha làm cho người thuộc về Ngài. Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Cha như thế nào? Giăng đoạn 17 câu 15 đến 17 chép:
Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Khi Chúa nói câu này, Ngài không nói về xác thịt chúng ta. Ngài nói về tâm linh của chúng ta. Vì xác thịt này là thuộc về thế gian. Nên Chúa Giê-xu đã phán này, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Là vì Ngài nói về tâm linh của Ngài và tâm linh chúng ta là từ Đức Chúa Cha. Vậy thì tâm linh ta làm thế nào được nên thánh được? Không phải bởi công việc làm của xác thịt. Vì công việc làm của xác thịt là việc bắt buộc chúng ta phải làm theo luật pháp. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lẽ thật là luật pháp của thánh linh sự sống. Là chỉ có những người được tái sanh tâm linh mình rồi thì bây giờ có luật pháp của thánh linh sự sống giảng cho chúng ta, tức là lẽ thật. Chúng ta được các nghĩ hiểu cái lời văn tự đó sang tâm linh chúng ta để chúng ta nhận biết là à là luật. Và trong bài chúng ta học ngày hôm nay, Chúa dùng lời văn tự nhưng trong đó có lẽ thật và khiến là tăng phải im miệng. Nếu một người không biết là thật, Satan sẽ lừa người đó được. Rất nhiều nơi ở nhà thờ bị là Satan lừa. Satan nói là thần linh, nó là thiên sứ, nên nó không bị dính dáng luật này cả. Nhưng mà kỳ thực rằng lời này dành cho loài người. Satan có phải là loài người không? Phải. Sách Tiên tri Ê-xê-chiên nói là người tự giấy mình lòng mình như là Đức Trời, nhưng không phải là người, không phải là loài Đức Trời, người còn là loài người. Chứ loài người đó là Adam. Adam tức là loài người trong tiếng Hebrew. Adam ban đầu là Adam, Chúa dựng nên trong thân thể xác thịt chúng ta như của chúng ta đó. Và Chúa Giêsu là Adam sau rồi. Adam ban đầu và là Adam người đầu tiên Chúa dựng trên đất này. Nhưng mà Chúa Giêsu đế Ngài là Adam sau rồi ban sự sống cho chúng ta. Đã thấy chưa? Như vậy Satan vẫn còn là loài người, mà nếu là loài người thì phải chịu theo luật pháp này. Anh em hiểu không nào? Bởi cái đó Satan rất sợ chúng ta biết là thật. Vì Chúa Giêsu đã bảo là nếu người biết là thật thì là thật sẽ buông thả cả người. Satan rất sợ chúng ta biết là thật, bởi vì khi chúng ta biết là thật thì chúng ta bắt được nó. Giao quyền khiếu nại chúng bạn đội trời và nó bị bắt. Ngay cả một đứa trẻ khi nó biết là thật rồi, Satan cũng sợ nó nữa. Bởi vì e rằng nó mở miệng cầu nguyện đội trời thì nó bị bắt. Nên nó rất sợ người biết là thật. Nhưng nó có thể lừa dối người ta được nếu người ta không hiểu luật pháp, không biết là thật trong luật pháp của Chúa. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu không nói về xác thịt của các môn đồ cũng như những người thuộc về Ngài, nhưng Ngài nói về tâm linh, tức là linh hồn của những người ấy, là những người đã nhận biết Ngài và thuộc về Ngài. Và khi nói đến lẽ thật là nói về nước hằng sống, là luật pháp của thánh linh sự sống, mà chỉ có tâm linh của những người được tái sanh lại mới có thể hiểu được và lĩnh hội được mà thôi. Bởi đó chúng ta đưa sách, chúng ta giải nghĩa cho những người trong nhà thờ, họ đọc thấy hay, thấy lạ lạ, nhưng họ không hưởng được. Họ không hưởng được bởi vì có những loại thức ăn mà người ta không thuộc về người ta không ăn được. Không ăn được. Tôi lấy ví dụ, bây giờ chúng ta đang đói, đói 7 ngày rồi mà bây giờ người ta đến cái phòng đó của NASA đưa ta một cái hộp, trong đó toàn có tuyếp như thuốc, như cái đánh răng đó. Đây là thực phẩm đấy, dành cho các du hành vũ trụ. Họ vào đi trên không gian, họ đưa bước được, mút một cái nào vào trong bụng họ luôn. Còn mình ăn bằng rất là lạ quá, không ngon. Vì không được nhai, không phải đồ ăn cho chính mình. Thì cũng có thể như vậy, lẽ thật là thuộc về tâm linh chúng ta. Khi người tin Chúa mà được tái sinh tâm linh mình, nghe lẽ thật rất là sung sướng, bởi vì mình được ăn. Mình được ăn, và cái bộ não của ta giống như là cái bộ hàm như được nhai. Khi chúng ta suy ngẫm, chúng ta đang nhai, chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta ăn luôn nó. Lời Chúa được gọi là bánh hàng sống. Tức là khi ta được biết lẽ thật rồi, thì tâm linh ta mới được suy ngẫm, cảm thấy rất thích thú vì mình được ăn, được nhai. Và khi ta nhai như vậy đó, chúng ta bắt đầu cảm thấy nó ngọt. Anh nghe bảo nào? Tôi nhớ đến bà tôi, ông chỉ còn mấy cái răng hàm thôi, móm nhiều rồi. Nhưng mà ông nhai, cứ nhai cơm ấy. Hồi đó thiếu thốn nhiều thứ lắm. Bà tôi nói là ăn chậm nhai kỹ ngon. Bởi vì càng nhai nó càng ngọt. Vì thực tế chẳng có điều gì cả, không có thịt, không có cá, không có gì cả. Chỉ có cơm không thôi, nhưng mà cứ nhai rồi chúng ta thấy ngọt. Bởi vì sao? Nó có đường ở trong đó. Cơm cho nó có đường, có tinh bột, nhai kỹ thấy nó ngọt. Nhưng nếu mình nghe lời Chúa rồi không suy gẫm, không thấy nó ngọt. Nhưng nếu mình suy gẫm, mình làm theo, mình thấy nó ngọt. Nó ngọt là bởi vì nó có ban cho mình, có sức lực. Khi mình cầu nguyện mà Chúa trả lời, mình thích lắm. Khi mình cầu nguyện, có nhu cầu mình cầu nguyện với Chúa rồi, mình chờ đợi mà Chúa trả lời cho mình, thích lắm. Phải không nào?
Mình biết cảm ơn Chúa, Ngài có nghe lời cầu nguyện của mình và rất thích thú, và mình muốn mình lên cao hơn nữa, được thử thách nhiều hơn nữa để lời Chúa ứng nghiệm cho mình. Ma quỷ đã chờ đến khi Chúa Giêsu đói để thi hành sự cám dỗ. Hắn đã đến với Chúa Giêsu không phải bằng thân thể xác thịt như loài người, nhưng trong thần linh hắn cám dỗ Chúa Giêsu. Hắn nói, bởi vì khi người ta đói rồi, người ta nghĩ nhiều đến cái nhu cầu của mình. Thì bây giờ Satan dùng khả năng siêu nhiên để nói với tâm trí của người ta. Khi nhu cầu về sự sống của xác thịt người ta không thể lay động được đức tin của Chúa Giêsu, thì ma quỷ sử dụng chiêu bài kích động lòng tự trọng của Chúa Giêsu. Đó là hắn kích động Chúa Giêsu tỏ mình thật là con của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chú ý vào những điều ma quỷ đã dùng để cám dỗ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy chính ma quỷ đã tự lừa dối mình và tiếp tục tự lừa dối mình khi hắn tự cho rằng hắn đủ khôn ngoan để có thể lừa được Chúa Giêsu vào cái bẫy mà chính hắn đã bẫy chính mình. Ma quỷ đã tự bẫy chính mình. Và nếu ta không hiểu thì tự người ta sẽ bẫy chính mình vào cái bẫy do mình tạo ra. Gọi là hoang tưởng. Tôi thấy một người hoang tưởng. Cái người đàn ông này đó ở bên ở ngoài Quảng Ninh, ông ta sang trại tị nạn ở Hồng Kông rồi sang Canada. Lúc đầu ông theo Chúa, một thời gian sau rồi ông bắt đầu có nhà, có cửa, rồi ông mở tiệm một cái siêu thị nhỏ nhỏ. Lạ lắm. Ông ta ngồi bán hàng thay vì để vợ con bán hàng, ngồi bán hàng đó, mặc quần áo cổ cồn cà vạt đàng hoàng. Thì người ta gọi phone đến yêu cầu là chuyển cho người ta một bao gạo. Cũng lên lái xe chở bao gạo đi, mặc quần áo cổ cồn cà vạt, lúc nào cho mình đàng hoàng lắm, nhưng mà người đi làm người chuyển hàng lúc nào cũng thế, lúc nào cổ cồn cà vạt, trừ khi đi ngủ thì thay đã ra thôi, sáng dậy là đóng cổ cồn cà vạt, lúc nào cho mình đàng hoàng lắm, nhưng mà vừa là chủ vừa là tớ đó. Bị bệnh hoang tưởng, lúc nào để cho người ta nhìn mình ra là mình là cái điều này điều kia, cái bệnh hoang tưởng. Ma quỷ đã hoang tưởng khi hắn ở trên thiên đàng được Đức Trời sức dầu cho để sử dụng cái nhạc cụ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa sức dầu cho và trở thành một cái thiên sứ mà Chúa dùng cái danh từ là Shomai, tức là đứa con trai sáng sớm được sinh ra đầu tiên mà sức dầu cho để thờ phượng Chúa trên thiên đàng đó, chứ phải được tôn trọng hơn các thiên sứ khác. Thì hắn bắt đầu dấy mình lên để muốn được như Đức Chúa Trời để làm vua các thiên sứ khác nữa, và tự mình lừa dối mình. Chúng ta xem ma quỷ tự bẫy mình như thế nào rồi hắn phải bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi thiên đàng. Sách Ê-sai đoạn 14 câu 12 đến 15 chép: Hỡi Sa-mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngài ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đứng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống âm phủ, xa vào vực thẳm. Bản tiếng Việt, để tôi đọc bản tiếng Anh, King James Version chép này: How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above all the star of God. I will sit also upon the mount of congregation in the side of the north. I will ascend above all the head of the clouds. I will be like the Most High, yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. Có nghĩa là sao ngươi lại bị ném khỏi thiên đàng như vậy, hỡi Lucifer, con trai của buổi sáng sớm kia? Sao ngươi lại bị chặt sát tới đất, nằm sóng xoài trước mặt các dân? Vì ngươi đã nói trong lòng mình rằng ta sẽ thăng lên thiên đàng, ta sẽ tôn cao ngôi ta cao hơn các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta cũng sẽ ngồi trên các hàng hội chúng tại nơi cuối cùng của phương Bắc. Ta lại sẽ như đứng rất cao, nhưng ngươi sẽ bị quăng xuống nơi địa ngục, tới nơi cuối cùng của đáy vực. Đó là lời Chúa chép về Lucifer, tức là sao mai sáng lắng. Chúa đuổi hắn ra bởi vì hắn tự dấy mình lên, hắn là một tạo vật. Chúa dựng lên tạo vật này mà tạo vật lại dấy mình lên muốn được như vậy đó, tưởng rằng mình có thể làm như vậy đó. Cái sự kiêu ngạo dấy mình lên như vậy đó, tự lừa dối. Ma quỷ đã tự nói trong lòng hắn về cái sự tham muốn của nó, về quyền phép, về danh vọng, về quyền lực mà nó không thể có được. Và như vậy, sự thèm muốn đó cũng giống như sự thèm khát của cơn đói, thèm muốn của xác thịt người ta vậy. Bởi đó mà hắn mới tiếp tục nuôi mộng trong lòng và tự cho rằng hắn có được những sự đó. Mà hắn không biết rằng chính sự
lừa dối đó đã làm hư sự khôn ngoan mà từ ban đầu Chúa đã ban cho các thiên sứ của Ngài để những khả năng đó mà họ có thể hiểu ý của Chúa và hầu việc Ngài được. Chúa ban cho tất cả các tạo vật các khả năng, bản năng, chức năng để thi hành cái công việc Chúa ban cho từng loài để thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài. Loài người rất là mong muốn như chim muốn bay, nên họ tạo ra máy bay, đủ thứ để họ bay, nhưng họ không thể như chim được. Nên chúng ta phải hiểu rằng Chúa đã để chúng ta như thế nào, hãy cảm tạ Chúa về cái điều Chúa ban trong ta đó. Không được dấy mình lên. Lấy ma quỷ đã tìm cách dụ dỗ Chúa là hãy biến đá thành bánh. Như vậy là tà thuật. Chúa đã tạo nên đá là có mục đích của Ngài. Không ai có quyền thay đổi trừ giả Đức Chúa Trời. Và Chúa chúng ta không có mắc sai lầm khi Ngài tạo nên muôn vật. Muôn vật được tạo nên rồi, nó cứ ở đó. Cho nên khi Chúa muốn nó làm điều này, làm điều kia thì nó phải được như vậy. Không ai có quyền làm điều đó cả. Ngay cả con ông trời không được phép làm. Chúa Giêsu đến để làm theo mọi điều mà cha Ngài đã bảo Ngài làm. Và chúng ta cũng vậy. Không được phép làm những điều gì mà cha không bảo chúng ta làm. Mọi người nào làm điều Chúa không bảo đó là chạy trước Chúa và trở thành quân trộm cướp vậy. Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 17 đến 18 chép vậy. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Mà được ngày đây chúng ta thiết nghiệm về đó. Ma quỷ lấy cái biểu tượng của hắn là con rồng và ngày nay người ta đốt con rồng ở mọi nơi. Vứt ở nơi xó xỉnh, ở chuồng phân, chuồng gà, chuồng heo, đủ của mọi nơi. Hết in hình và trên các tờ giấy đó rồi ta quăng đủ mọi nơi cả. Như vậy rõ ràng là tự hắn không tôn trọng chính mình. Hắn tự cho mình là con rồng, là vật Chúa không tạo dựng nên. Và lừa người ta để người ta thờ lại nó. Mà thờ lại thì cũng có, mà sỉ nhục nó cũng có nữa. Đốt nó, vứt nó ở nơi ô uế nhất cũng có nữa. Thiêu đốt nó cũng có nữa. Rồi cắt bỏ, chém gió nó cũng có nữa. Tức là tất cả mọi sự đó nó đều bị chịu hết. Ma quỷ đã lừa được Eva khi hắn kích động lòng ham muốn được biết điều thiện điều ác giống như Đức Chúa Trời. Như chính hắn đã tự lừa được chính mình. Ma quỷ tự lừa được hắn rằng hắn sẽ lên trên ngôi rất cao. Hắn tưởng tượng điều đó và hắn hành động. Hắn đi tư thông với 1/3 thiên sứ trên trời đó nói rằng hắn sẽ là vua. Hắn đã lừa dối cái thiên sứ đó và cái thiên sứ kia cũng tin theo và bị Đức Chúa Trời đuổi cái số đó cùng với Lucifer ra khỏi thiên đàng và gọi chúng là ma quỷ, là Satan. Satan nghĩa là kẻ thù nghịch, kẻ chống đối, kẻ nổi loạn. Như vậy, ma quỷ đã lừa chính mình trong khi hắn đói quyền lực, nên hắn cũng dùng cái phương thức đó để cám dỗ được Eva. Rồi bây giờ hắn tiếp tục cám dỗ Chúa Giêsu. Ma quỷ đã thử khả năng hiểu biết của Eva về mạng lệnh của Đức Chúa Trời trước khi hắn cám dỗ người ăn trái cây biết được thiện điều ác. Và bây giờ hắn cũng làm như vậy đối với Chúa Giêsu. Ở đây Chúa muốn chúng ta biết rõ tất cả mọi cái mưu trước này. Đó là các bước, các cái sách lược của ma quỷ. Ma quỷ là một vật thọ tạo, tức là một thiên sứ. Hắn không có khả năng hiểu biết như Đức Chúa Trời. Tất cả các tạo vật do Chúa dựng nên không thể biết được tư tưởng của người khác. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng duy nhất biết lòng dạ đời người mà thôi. Bởi vì đó, trước khi hắn lừa dối thì hắn phải thử xem cái người này có biết hay không biết về luật pháp của Chúa. Xem người này có sự sáng của Chúa hay không có sự sáng của Chúa. Hắn thử. Hắn ướm xem bà Eva có biết gì về luật pháp của Chúa không. Xem bà có cảnh giác không. Đó. Kẻ trộm trước khi vào nhà người ta, nó giả vờ đi qua, gõ cửa giả vờ gọi nhầm tên ông chủ nhà. Nó gọi có phải nhà này nhà kia không? Có phải anh là như vậy không? Nếu không phải thì xin lỗi. Tức là nó xem có người ở trong nhà hay không. À, nếu không có người ở nhà rồi, nó đi rồi nó giả vờ, rồi nó quay lại và nó đột nhập. Nó phải tìm xem trong nhà là có người tỉnh thức, có người canh giữ không. Vậy thì ma quỷ sẽ tiếp tục làm việc đó trên tất cả mọi người. Có kể cả người ở trong nhà thờ, nhưng nó cũng biết là người ở trong nhà thờ đó, nhưng không có Chúa ở trong người đó, hoặc là người mạnh sức chưa sống lại ở trong nhà đó, nó vẫn vào được. Nó ướm thử bậy vào trước. Bây giờ ướm thử Chúa Giêsu. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi,
vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các ngươi thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp vấp nhầm đá chăng. Ma quỷ không biết là thật, bởi vì lời của Đức Trời không có ở trong hắn, dù hắn có thể thuộc lời Đức Trời, bởi khả năng siêu nhiên mà Đức Trời đã ban cho các thiên sứ của Chúa, nên hắn đã dùng văn tự để thử Chúa Giêsu với mục đích để kích Chúa Giêsu tỏ mình là con Đức Trời. Vì nếu là con Đức Trời thì chắc chắn Đức Trời sẽ cho thiên sứ bảo vệ con của Ngài. Đây là ma quỷ nó làm, nó giả bộ ngây ngô. Anh em mình nhớ là ma quỷ giả bộ ngây ngô, nhưng Kỳ Thánh có chắc là nó khôn hơn Daniel. Nó nói với Chúa Giêsu một vế thôi, tức là nó không biết Ngài có phải là con Đức Trời không. Tôi nghi ngờ, không biết Ngài có phải là con Đức Trời không, nhưng mà nếu Ngài quả thật là con Đức Trời thì thử cho tôi biết đi, nghĩa là Ngài làm một phép lạ đi, Ngài thử nhảy xuống đi vì có lời chết. Nhưng nó biết chắc chắn là nếu Ngài quả thật là con Đức Trời, Ngài sẽ không làm điều đó. Nó biết chứ. À, bởi vì con Đức Chúa Trời sẽ làm những điều gì mà Đức Chúa Trời đã bảo. Ngài không xu người ta nhảy từ trên nóc đền thờ xuống, bởi vì Satan biết cái đoạn kinh thánh chép về cái câu đó có trọn vẹn cái nghĩa của cái câu đó. Thì cái câu nó nói về một người kính sợ Ngài, yêu mến Đức Chúa Trời đó, thì luôn luôn Đức Chúa Trời bảo vệ người đó, dù đi trên đường cũng không vấp đá. Đây là trong thực thể. Một điều nữa là ma quỷ không biết là thật. Chính Chúa Giêsu đã bán là không có thật trong nó đâu, vì nó là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu và nó là kẻ giết người, không bền giữ được lẽ thật. Bởi đó nó kích động Chúa Giêsu. Nên khi chúng ta bất cứ một cái điều gì đó, một cái tư tưởng nào đó đến trong lòng chúng ta, muốn ta tỏ mình ra điều này điều kia đó, thì đến không phải đến từ Chúa. Tất cả mọi thứ ơn Chúa ban cho chúng ta đó không được dùng để khoe cho người khác biết rằng tôi có ơn. Tất cả mọi ơn đó Chúa ban cho ta để sử dụng hầu việc Ngài. Chúng ta có khả năng nghe, có khả năng giải thích, có thể nói tiếng mới, có thể nói tiên tri, nhưng phải để khoe cho thế gian biết điều đó. Mà nếu ta khoe thế gian thì chúng ta sẽ mất. Được chép bằng trong sách nào anh em? Khi vua Asachia bị đau bệnh, rồi Chúa dùng tiên tri Esai công bố lời tiên tri và ông được chữa lành, rồi Babylon sai sứ thần đến để chúc mừng. Ông ta vui mừng quá, thấy Babylon là một nước lớn mà sai sứ thần đến chúc mừng sức khỏe của mình đó, là mừng quá, dẫn sứ thần đó đi khăm tất cả kho tàng của mình, khoe là mình có điều này, có điều kia. Ông ta phạm sai lầm, tất cả mọi thứ vàng bạc châu báu của đền thờ Đức Chúa Trời đó không phải của ông ta, là của Đức Chúa Trời, mà chỉ có cái thể tế lễ sử dụng đó để thờ phượng Chúa mà thôi, không phải là của vua. Và cùng Chúa khiến tiên tri Esai đến của trách ông ta và nói rằng sẽ có ngày Babylon sẽ đến cướp hết tất cả mọi thứ mà vua đã khoe. Điều đó dạy chúng ta là mọi ơn xung quanh chúng ta đó không phải để trang sức cho mình, nhưng để chúng ta hầu việc Chúa. Tất cả mọi khả năng và ân tứ Chúa ban cho ta đó để nhận biết Chúa, để hầu việc Chúa, không phải để khoe mình. Theo đã thật thì thiên sứ còn có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, và quyền năng của lời Đức Chúa Trời sẽ giúp cho những người nào vâng giữ các mệnh lệnh và các điều răn của Đức Chúa Trời. Và nhờ lời Đức Chúa Trời mà người tin Chúa đó ghi nhớ lời Chúa. Và khi người ta ghi nhớ lời Chúa như vậy, người ta không vi phạm. Chúng ta biết rằng bộ não chúng ta còn được ví là cái miệng chúng ta. Khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, một hình bóng chúng ta có thể nhìn biết chúng ta suy gẫm lời Chúa giống như con bò nó nhai cỏ lại vậy đó. Đúng không nào? À, khi nó đi cày hoặc đi kéo xe đi gần bờ ruộng hay gần cái bờ có cỏ đó, nó tranh thủ làm một miếng rồi vừa kéo vừa nhai, nó cho ăn no cái bụng nó đi, vì nó nặng quá, nặng mấy tạ cơ mà, thì nó ăn phải ăn nhiều lắm mới đủ no chứ, nó ăn liên tục. Rồi đến đêm không làm việc đó, nó nằm đó đâu rồi nó nhai lại để lấy tất cả mọi dinh dưỡng tạm ở trong bao tử nó, bây giờ được nhai lại thành lấy chất dinh dưỡng ra để tiêu hóa nó. Thì người tin Chúa cũng vậy, khi chúng ta nghe ở đây, chúng ta chỉ nghe ông mục sư giảng thôi, ông giảng nhanh quá, ông giảng tiếng Bắc Kỳ nó hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng về tôi sẽ nghe lại, tôi sẽ suy gẫm lại, và đặc biệt là tôi sẽ đọc lại lời Chúa, tôi nghĩ lại, à cái câu ông Bắc Kỳ này nói bây giờ tôi hiểu rồi. À, như vậy là ở miền Nam mình nói là cây viết, còn ông nói là cây bút. À, lúc ông nói là cây bút mình không hiểu gì cả, mình về mình sẽ cây bút tức là cây viết. Tức là mình suy gẫm lại, mình nhớ lại và mình mới hiểu được. Thì người tin Chúa phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Chúng ta đọc chúng ta không hiểu đâu. Khi chúng ta suy gẫm như vậy đó, Đức Thánh Linh bắt đầu thêm cho chúng ta ý của Ngài để giải nghĩa ra. Bây giờ chúng ta có thể tiêu hóa được. Thậm chí nhai một lúc lâu quá rồi không có nước, khó nuốt quá. Mục sư khôn thật đấy.
Như vậy là mình nuốt được xuống. Chúa cho chúng ta hiểu ý của Chúa và chúng ta vui mừng nhận vào cho mình. Sự suy gẫm. Vậy thì bộ não chúng ta hành động suy gẫm đó cứ giống như miệng ta nhai lại vậy đó, suy gẫm đó. Vậy thì tâm trí chúng ta là giống như bàn chân. Chúng ta suy nghĩ đi bằng đầu, đúng không nào? Trước khi chúng ta đi bằng chân, chúng ta đi bằng đầu đã. Chúng ta sẽ nghĩ như thế nào chặng đường chúng ta từ đây về nhà, và từ nhà đến chỗ này đến chỗ kia, chúng ta sẽ đi như thế nào, lượng sức chúng ta đi đến được nơi không, đi bằng phương tiện nào, bao nhiêu giây phút chúng ta lượng trước rồi chúng ta quyết định. Nhưng nếu chúng ta không hiểu đường, chúng ta sẽ vấp. Những ngày đầu tiên tôi mới về Việt Nam này, đi đâu có phải có người chở, và vợ tôi trở thành tài xế. Rồi sau này tôi lái xe đó thì tôi lại phải để vợ tôi ngồi sau để chỉ đường cho tôi. Rồi bắt đầu tôi mới tập nhớ đường rồi lái xe được. Tức là nếu mình không nhớ đường mình sẽ vấp. Thường thường là khi người không nhớ đường đó là vừa đi vừa ngang ngang vừa tìm đường cái này. Là đằng sau còi binh bỏ lên về sau ông không biết đường. Không biết đường thì hay vấp, đi lố rồi quay trở lại giống người vấp vậy đó. Thì tâm trí của chúng ta có thể vấp lời Chúa khi chúng ta không thuộc lời Chúa và không hiểu lời Chúa. Thì lời Chúa dạy chúng ta là Thiên Sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Đá đó là vầng đá của các thánh đại, lời của Đức Chúa Trời. Thiên Sứ là lời của Chúa, là sứ giả đến từ Đức Chúa Trời. Vì Chúa Thiên Sứ đó trong tiếng Hebrew có nghĩa là sứ giả, là lời nói. Lời của Chúa nâng đỡ chúng ta. Lời của Chúa được gọi là cánh tay hữu của Chúa nữa. Vì lời của Chúa nâng đỡ chúng ta để tâm chúng ta hiểu lời Chúa mà không vấp phạm vào lời của Đức Chúa Trời. Và ma quỷ sử dụng văn tự này để kích động Chúa Giêsu. Bởi vì hắn kiêu ngạo rằng cho rằng mình khôn ngoan nên hắn bị lú mất. Không ngờ rằng, không biết rằng, không nhận ra rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng. Chính Ngài là Cha đời, là Chúa bình an. Vì trước khi Chúa sinh đến thế gian này, 750 năm trước đó, Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri Ê-sai về con một Ngài. Ê-sai đoạn 9, Ê-sai 11, Ê-sai 53 đều nói về Chúa Giêsu. Ngài đã Trời toàn năng, là Cha đời, là Chúa bình an. Thấy chưa này? Qua đó chúng ta biết là nó có quyền năng siêu nhiên, nhưng không phải là toàn tri. Nó bị hạn chế rất nhiều. Và đặc biệt rằng vì nó kiêu ngạo nên nó không biết được lẽ thật. Nên chúng ta đừng sợ, hãy sợ Đức Chúa Trời, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và trở nên khôn ngoan. Để nhận biết công việc của ma quỷ và đối xử với công việc của ma quỷ bằng cách này, công bố lời của Chúa. Ma quỷ trích một phần câu kinh thánh được chép trong Thi Thiên 91 và hắn đã bẻ quẹo ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời để kích động Chúa Giêsu nhảy từ trên nóc đền thờ xuống. Là điều mà Đức Chúa Trời đã chép trong Thi Thiên đoạn 91 câu 12 đó không liên quan đến việc nhảy đó. Nhưng lời Chúa đã chép rõ ràng này, khi người ta vâng theo lời Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài, thì Thiên Sứ của Đức Trời sẽ bảo vệ họ trong các đường lối của họ, hầu cho họ không vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 91 từ câu 9 đến câu 16 chép, bởi vì người đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho Thiên Sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên Sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm đá hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người trìu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong cơn gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Satan dùng ngay một câu nói về người công bình để bẻ quẹo đi, để kích động Chúa Giêsu. Nếu như một người giỏi về lý luận không bao giờ dùng cái câu này, vì khi hắn dùng câu này thì hắn sẽ gợi cho người ta nhớ toàn bộ cái văn tự của cái câu này, nói về người công bình, nói về những người nào kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến lời Đức Chúa Trời sẽ được Ngài bảo vệ, thì người ta không mắc mưu. Qua đó để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã phán trước rồi, bởi vì hắn kiêu ngạo lấy làm hư khôn ngoan mình. Chúng ta không kinh rẻ Satan, không kinh rẻ ma quỷ, vì nó không mục trước, nó giả bộ ngây ngô chăng. Chúng ta nhận biết một điều là Chúa ta là đứng khôn ngoan, và sự khôn ngoan chúng ta cần phải có là sự biết Đức Chúa Trời, để trong tất cả mọi sự chúng ta cần đối diện để xử lý, chúng ta không nhờ sự khôn của mình mà cầu hỏi Chúa, lạy Chúa điều này sẽ đến như thế nào, xin Ngài dạy con. Bất cứ việc gì không trực tiếp đối xử với nó mà qua Đức Chúa Trời và qua lời của Ngài. Ngày sau đốt này có nhiều người để cho ma quỷ xúi dục mà hiểu sai ý nghĩa của lời Chúa mà tự rước họa vào thân mình, làm mất đức tin của chính hắn,
của chính người đó và của nhiều người khác nữa, mà tin theo sự giảng dạy sai lầm của những kẻ không bởi cửa mà vào trong nhà của Đức Chúa Trời. Ngày nay người ta nói rồi, chúng ta được cứu bởi đức tin, rồi bởi ân điển, bây giờ thực hiện ân điển rồi, mà cũng phải làm theo luật pháp chăng? Đó là dòng lưỡi của ma quỷ. Những kẻ đó sẽ chết, bởi vì tin theo lời của ma quỷ bẻ quẹo lời Chúa. Nên khi chúng ta dùng lời Chúa, phải dùng thượng văn hạ văn để đúng lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giêsu đã phán dạy các môn đồ của Ngài cũng như người tin Ngài như sau. Luca đoạn 11 câu 21-22 chép: khi một người mạnh sức cầm khí giới trước cửa nhà mình thì của cải nó vững vàng. Những người khác mạnh hơn đến thắng được thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Ở đây Chúa đã cho chúng ta biết một điều là cho dù chúng ta được tái sinh tâm linh mình có thật, nhưng nên nhớ rằng những điều đó là điều đáng phải làm, nhưng mà mình phải hiểu rằng nếu chúng ta không đủ mạnh sẽ có cả khách mạnh hơn. Cái mạnh của ma quỷ là gì? Thứ nhất, hắn có cái mạnh là hắn vô hình, người ta không nhìn thấy. Cái mạnh thứ hai, nó sử dụng ra sự lừa dối. Nhưng nếu chúng ta hiểu biết là thật của Chúa thì nó không lừa dối được. Sức mạnh của chúng ta là sự hiểu biết Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài. Vậy thì sức mạnh nào nó có thật? Tin cậy lời Chúa, sở hữu lời Chúa là sức mạnh thật. Còn ma quỷ có sức mạnh ảo là sự lừa dối. Nhìn thấy có rắn không? Nó thò ra cái lưỡi của nó chia làm hai. Nó ra cái nó thụt lại. Nó ra cái thụt lại. Mỗi đầu có hai cái chẹ nữa. Lên người ta nhìn nó thụt ra thụt vào chẳng biết làm gì cả. Nó tìm cách đưa ra đưa vào để người ta chú ý cái lưỡi của nó mà không nhìn vào cái mắt của nó xem nó định làm gì. Nên Chúa dạy chúng ta biết này. Tâm linh chúng ta phải được sanh lại và phải cầm khí giới giữa cửa nhà mình. Và trong khí giới này chúng ta phải nhận biết rằng để giữ vững tài sản Chúa ban cho ta, tức là cổ báu thiên đàng, sự sống của linh hồn chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta là không phải đi tìm ma quỷ để đánh trận. Vì chúng ta không tìm nó tìm đến chúng ta, nó tìm cách đến để diệt chúng ta vì nó là cướp giết hủy diệt. Nhiệm vụ chúng ta là trang bị mọi khí giới chiến của Đức Trời cho mình và đứng vững. Đứng vững có nghĩa là chúng ta tin Chúa, học lời Chúa để biết Chúa và giữ cho mình không phạm tội. Ta đứng vững. Đứng vững ở cái vị trí Chúa để chúng ta làm gì? Chúng ta tín đồ, chúng ta chấp sự, chúng ta là giáo sư, chúng ta là thầy giáo hay chúng ta là tiên tri, bất cứ chức vụ nào Chúa ban cho chúng ta đây, giữ vững để hầu việc Đức Chúa Trời. Nào, trong nhà Chúa có nhiều chức vụ, có kẻ thì đứng ở cửa, cứ trung thành mà đứng đó, đừng đi ra đi vô. Giống như ở ngoài Hải Phòng vừa có một vụ nữa này, cái người gác barrier đường sắt đó tự nhiên bỏ về nhà. Chủ quan, cái chủ quan này có lý là bởi vì xe lửa của miền Bắc chúng ta chạy không đúng giờ. Nên người ta cho rằng xe lửa đến chậm, về nhà uống nước, đúng lúc về nhà uống nước thì tai nạn xảy ra. Và khi tai nạn xảy ra thì anh ta bị liên đới và bị truy tố bởi vì anh ta gây hậu quả nghiêm trọng. Nên ta hiểu, chúng ta phải nhận biết chức vụ Chúa ban chúng ta là gì. Chúng ta làm chọn điều Chúa ban cho. Giữ chặt cái chức vụ Chúa ban chúng ta đó, không được thay đổi, không rời khỏi vị trí của mình, đừng vâng. Người mạnh sức đó chính là tâm linh của người tin Chúa được tái sanh. Và khí giới mà Chúa Giêsu đã phán đó chính là lời của Đức Trời. Mà lời Chúa được gọi là gươm của Đức Thánh Linh, được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11. Nếu người tin Chúa không tỉnh thức mà cầm khí giới trước cửa nhà mình, mà nắm giác quan là năm cửa ngõ tiếp xúc với mọi sự bên ngoài của xác thịt người ta đó, thì ma quỷ sẽ lừa được người đó. Vì sức mạnh của ma quỷ luôn là ảo mà người ta không thấy được. Nhưng nếu người tin Chúa tỉnh thức thì sẽ nhận biết được mưu trước của nó. Chúng ta có năm giác quan. Năm giác quan tức là năm cửa ngõ. Năm cửa ngõ. Khi người ta dẫn một người đàn bà phạm tội tà dâm đến trước mặt Chúa Giêsu để thử Chúa. Và khi Chúa Giêsu phán rằng trong mọi người ai là người không có tội hay trước hết ném đá người. Người nào đi ra trước nhỉ? Người cao tuổi. Anh ta kinh nghiệm nhiều quá rồi, tội lỗi nhiều nên đi trước hết. Thấy chưa nào? Vậy thì lời Chúa dạy chúng ta cái phần quan trọng nhất chúng ta phải biết là chúng ta phải nhận biết cái năm giác quan của chúng ta, năm cửa ngõ đó. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu sinh ra trên đất này cho đi khi chúng ta trưởng thành đến khi biết Chúa, nếu tuổi chúng ta càng cao bao nhiêu thì khi chúng ta đã kinh nghiệm phạm tội bấy nhiêu. Trẻ con bây giờ chưa có cảm giác của da thịt. Nếu nó nhìn vào internet thì nó bắt đầu có cảm giác của sự nhìn.
Nó chưa có cảm giác của mũi để ngửi thấy mùi son của đàn bà. À. Như vậy cái cảm giác của nó chỉ có là cái lỗ tai và cái mắt nên nó ngây thơ. À. Nhưng mà cái người lớn tuổi rồi, kinh qua rồi, nó kinh nghiệm được cả năm giác quan rồi, thì dù có bịt mắt nó biết ai là đàn bà đấy. À. Nó nghe tiếng biết đàn bà rồi, mà khi nghe tiếng đàn bà thì nó nghĩ cái gì? Nghĩ đến tình dục. Và bây giờ ma quỷ bắt đầu hành động trong thân thể người ta là kích dục. Bởi cái đó nên ma quỷ dùng internet để phá hoại xã hội này, và người ta bị internet đó dung túng rồi người ta phạm tội cướp của, giết người, giống như là phim xã hội đen ở trong internet chiếu đó, và phạm tội tà dâm. Lấy lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Nhã ca đoạn 8 chép gì về cái điều đó? Chúng tôi có em gái nhỏ chưa có nương lòng, chúng tôi sẽ phải làm gì trong ngày mà người ta hỏi nó? Tức là khi một người mới tin Chúa vào trong đạo của Chúa rồi, thì tôi thưa Chúa mới hỏi Đức Chúa Trời, thưa Chúa, cái người mới tin Chúa đến và trong ngày thánh của Chúa bây giờ tôi phải làm gì? Mang lệnh của Chúa như thế nào? Nếu nó là một vách thành, chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên nó. Nếu nó là một cái cửa, chúng tôi sẽ đóng bít lại bằng ván hương nam. À. Nếu người đó đến với Chúa, chấp nhận giá cứu chuộc của Chúa ban cho, không ra nữa, thì chúng tôi sẽ xây tháp bạc trên nó. Chúng tôi sẽ giảng sự cứu chuộc của Chúa cho người đó. Chúng tôi trang bị lời Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, đã thật mầu nhiệm về sự cứu rỗi của Chúa cho người đó. Người đó nhận đấy chứ, cho chính mình và không ra đó nữa. Bởi vì nhận biết giá cứu chuộc linh hồn mình rất là quý giá, đó là sự đổ huyết của Chúa Giêsu và sự chết của Ngài. Còn nếu đó là một cái cửa, tức là nếu người tin Chúa đó vào rồi mới còn ngóng ngóng bên ngoài, à, thích làm điều này, thích làm điều kia trong ngày Sa-bát của Chúa, hay là muốn đi ra nữa để mà hưởng thụ cái điều gì của thế gian đó, thì chúng ta phải giảng cho người đó các nguyên tắc, các giềng mới của lời Đức Chúa Trời, để người ta biết kính sợ Đức Chúa Trời. Và Hương Nam nói về nguyên tắc của lời Chúa, luật pháp của Chúa, mang lệnh điều răn của Chúa. Cây Hương Nam nói thì tức là cây thông, tiếng Anh gọi là Seda, đó, người ta dùng để làm nhà. Lời Chúa là nền tảng để xây nhà thiêng liêng mà. Đó. Luca đoạn 12, câu 33 đến 40, chép như sau. Hãy bán ra tài mình và bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, số mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Lương các ngươi phải thắt lại, để các ngươi phải thắp lên, hay là như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thì họ thức canh. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Như tôi đã nói buổi sáng này, hãy bán ra tài mình và bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư và quả báo không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, số mọt không làm hư nát. Tôi cảm tạ Chúa vì Đức Trời thương xót tôi. Khi tôi bắt đầu quyết định theo Chúa, tôi cũng sợ lắm. Mình biết mình yếu đuối. Và tôi biết quyền lực ma quỷ hành động trong cuộc đời tôi phá hủy tôi như thế nào. Nên khi tôi biết Chúa kêu gọi rồi, tôi rất là sợ. Tôi khóc với Chúa, tôi bảo Chúa ơi, con không dám hứa với Chúa điều gì cả. Vì ngay cả tôi Chúa đi với Chúa hứa rồi, họ cũng vấp phạm luôn mà. Nhưng mà Chúa ơi, con không muốn chết. Con muốn hầu việc Chúa. Mà nếu Chúa dắt con đi thì con đi được. Chúa dựng con lên con đứng được. Chúa nâng đỡ con thì con hầu việc Chúa được. Xin Chúa thương xót. Bây giờ con đây, xin Chúa giúp cho con. Tôi khóc nhiều lắm. Vì tôi rất sợ, tôi nói với Chúa là Chúa, nếu Chúa biết là một ngày nào con phản bội Chúa thì Chúa giết con bây giờ đi. Tha con được cứu như quả lửa, trần trụi mà vào thiên đàng còn hơn là bị xuống địa ngục. Chúa không trả lời tôi. Chúa bảo cho tôi thấy những cái hải tượng của chiêm bao và tôi nhận biết ý muốn của Chúa qua cái chiêm bao đó. Trong một chiêm bao, tôi kiên cầu nguyện và tôi thấy Chúa Giêsu đánh Sa-tăng. Vậy tôi bộc lộ chính tôi ra, tôi nhìn thấy Chúa đánh Sa-tăng quá, hay quá và tôi đứng lộ mình ra đó. Có một thằng cực lớn cuốn thân thể của Chúa xuống vậy đó. Và Chúa đập nó xuống đất thì ba lần như vậy đó. Và Chúa nhấc hòn đá to lên, Chúa nhốt nó xuống dưới hòn đá đó, Chúa đẩy lại. Tôi thấy Chúa đánh hay quá và tôi bộc lộ ra, tôi đứng tôi nhìn. Bất ngờ Chúa đứng quay ngược lại với tôi, Chúa hỏi tên tôi. Và Chúa hỏi là, con cái ngày thứ bao nhiêu rồi? Tôi không trả lời đúng câu hỏi đó. Tôi trả lời về cái câu hỏi về của Chúa bằng cái cách là tôi nói là tôi thấy khỏe. Vì sau khi ngăn tôi cảm thấy khỏe rồi.
Nhưng sau đó Chúa có phán một câu như này: nếu nó ở dưới đó để yên nó, nhưng nếu nó lên đập chết nó. Tôi nhớ tận bây giờ, hòn đá đó là luật pháp Đức Trời. Nếu ở dưới đó vì Chúa nâng lên, Chúa đặt nó xuống đó, Chúa đặt hòn đá trên nó rồi, tức là Ngài đã định cho nó nhận như vậy. Và tôi hiểu ý Chúa rồi. Như vậy qua đó Chúa biết là Chúa đã chọn tôi làm tôi tới Chúa, và Chúa nhận biết luật pháp. Chúa bảo tôi phải nhận biết luật pháp của Chúa, không được khiêu chiến nó, không được kích động nó, không được nhục mạ nó, không được khinh rẻ nó, và không đi tìm nó để đánh. Nhưng nếu nó dấy lên chống lại luật pháp của Chúa thì đập chết nó. Rồi Chúa làm sao giết được nó? Cái đó là việc của Chúa. Vì con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Mình phải công bố lời Chúa. Hòn đá đó đã được chỉ định rồi, mà nếu nó chối chống lại luật pháp đó thì nó bị. Bởi cái đó nên tôi tạ ơn Chúa là khi tôi công bố lời Chúa, tôi không được phép vi phạm danh dự của nó. Tôi căn cứ theo lời Chúa để giảng đúng những gì mà Kinh Thánh đã chép về nó, nhưng không được phép thách thức nó, không được giao chiến với nó. Nếu Chúa không cho phép, mình không làm được đâu. Nếu nó chống lại luật pháp thì nó thua, bởi vì chúng ta được đồng với Ngài cai trị, còn hắn không được. Như vậy mình mới thấy là Chúa đã chọn mình rồi. Và bây giờ tôi cầu xin Chúa giúp đỡ tôi để tôi không vấp phạm vào lệnh của Đức Chúa Trời nữa. Và việc của tôi là gì? Lưng mình phải thắt lại, đèn mình phải thắt lên, tức là mình phải chọn Chúa, mình phải trang bị lẽ thật của Chúa dành cho mình, và mình phải luôn tỉnh thức, cái đèn nó phải thắp sáng lên, luôn tỉnh thức là mình là người của Chúa và ma quỷ là kẻ thù nghịch, và nó sẽ tìm mình để nó giết mình. Nó là kẻ trộm cướp, nó sẽ rình mò chúng ta để cướp, giết, hủy diệt. Như vậy cuộc đời chúng ta phải luôn nhận biết là ma quỷ rình mò chung quanh chúng ta. Nó vô hình, chúng ta không thấy được, nhưng mà nó rình mò chung quanh chúng ta, và nó tìm cách để lừa dối người ta xa vào sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và khi người ta vi phạm thì nó buộc được người ta. Nên Chúa dạy chúng ta phải như thế nào? Lưng ngươi phải thắt lại, đèn ngươi phải thắp lên. Và một ngày kia tôi cầu nguyện với Chúa, và tôi khóc với Chúa như vậy, thì Chúa cho tôi một chiêm bao. Tôi đến một cái nhà hàng, mà cái nhà hàng đó là của Chúa. Trong nhà hàng đó tất cả các người hầu bàn đều mặc áo đỏ, đồng phục hết. Và tôi ngồi đó, tôi đứng vào trong đó thì Chúa đứng ở bờ bên, tôi đứng ở cạnh đây. Và Chúa bắt đầu ra lệnh cho các đầy tớ trai, đầy tớ gái ở trong đó. Ngài nói là chuẩn bị cái nhà hàng đó, vì cái nhà hàng đó tiếp toàn bạn của Ngài, toàn khách của Ngài không à. Đó. Thì Chúa mang lệnh xong rồi Chúa bảo tôi đi theo Ngài, và tôi đi theo Chúa. Anh em biết Chúa đi đâu không? Ngài bơi qua một con sông. Bên qua con sông đến bờ bên kia, thì ở bên bờ bên đó là toàn bộ bờ sông là có lưới B40 bằng sắt, nên là dàn hết rồi, nhưng mà có người cắt trộm lỗ hổng. Và Chúa chui qua lỗ hổng người ta cắt trộm đó, Chúa vào bên trong, mà tôi cũng vào trong đó theo Chúa đó. Lên trên núi đó mà có cái hang, trong hang đó là nước chảy trong hang chảy ra, và cái kho đó, cái hang đó chứa toàn mía thôi, mía cáo đường đấy, toàn mía thôi. Và Chúa nói với tôi là có kẻ đã vào đây ăn trộm mía của ta. Và Chú vác một vác, tôi cũng vác một vác. Chú đi trước, tôi đi sau. Ngài lại bơi qua sông về, tôi cũng vác bác muối đó, bơi qua sông theo Ngài về. Và Chú dựng bó mía lên trong cái nhà hàng đó. Tôi dựng bó mía của tôi bên cạnh đó. Và là luôn làm sao, có một cái bàn đó, và Chúa mời tôi cùng ăn với bàn, cùng ăn với Ngài tại cái bàn đó. Tôi cảm tạ Chúa. Chúa trả lời tôi qua chiêm bao. Chúa là việc của tôi ấy, là đừng sợ, mà cứ theo Ngài. Nhìn Ngài mà làm, Ngài đi trước, tôi theo sau. Bó mía đĩa đó là gì? Hình bóng về là thật. Vì trong mía có đường, phải ép ra mới có đường chảy ra. Mà chúng ta biết đường rất quan trọng, nó là một cái năng lượng mà khiến cho quả tim có thể làm việc được. Sự ngọt ngào. Vì tôi cảm tạ Chúa, Chúa dạy tôi là đừng sợ, đừng nhìn vào xác thịt mình, đừng nhìn vào khả năng của mình cả. Thấy Chúa làm sao thì làm vậy. Và tôi nhớ lời Chúa là Chúa Giêsu đến không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình mới đã nghe Đức Chúa Cha, và chỉ là những gì Đức Cha đã bảo mà thôi. Vậy thì chúng ta cũng vậy, nếu ta làm theo mọi điều Kinh Thánh đã chép và Chúa bảo chúng ta, ma quỷ không làm gì chúng ta được. Đừng làm việc gì theo ý riêng của mình, nếu làm việc theo ý riêng Chúa không bảo lãnh được chúng ta được, ma quỷ sẽ tấn công được. Trong cuộc sống của gia đình, người tin Chúa cũng phải tỉnh thức về các mưu trước của ma quỷ, vì chúng luôn rình mò chung quanh cuộc sống của người ta để tìm cơ hội tấn công, cám dỗ, lừa dối người ta vào những tội lỗi để bị chúng cầm buộc.
Sách Côrintô thứ nhất đoạn 7 câu 1 đến câu 5 chép: luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. Xong cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng, chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ chồng không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỷ sa tăng thừa khi anh em không thì mình mà cám dỗ chăng. Tôi nói rồi, nếu như mà thấy gia đình vợ chồng giận nhau, tách nhau một thời gian rồi, đã biết rồi, là hai người này tách nhau thời gian đủ rồi đấy, bắt đầu là sinh lý đang đòi hỏi rồi, bắt đầu nó cám dỗ. Người ta thường ngoại tình khi mà đòi sinh lý của nó không đạt được cái nguyện vọng nó muốn, và nó kích động người ta và khiến cho người ta phạm tội ngoại tình, phạm tội tà dâm và phá hủy gia đình người ta. Nên người tin Chúa phải cẩn thận, bởi vì khi mà nhu cầu của xác thịt có cần mà không được đáp ứng, nó sinh ra sự tham muốn, và bây giờ là lúc ma quỷ sẽ thừa cơ đó mà nhân dịp cám dỗ. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, Ngài đã phán ra ma quỷ rằng, Sách Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 7 chép: Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Trong lời phán này, Chúa Giêsu đã cảnh cáo Sa-tăng không được thử Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thành tín công bình trong mọi sự. Nhưng nếu người nào đó vì thiếu hiểu biết mà hiểu sai ý nghĩa lời của Đức Chúa Trời mà làm sai thì người đó sẽ không được bảo vệ. Tôi nói ví dụ như là trường hợp của anh hỏi tôi là sau khi chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật rồi, chúng ta về nhà, chúng ta có quyền sử dụng thời gian còn lại trong ngày đó để làm công việc này, công việc kia để nuôi sống mình không? Ma quỷ nói với người ta là gì? Chúa dạy chúng ta là hãy siêng năng và chớ làm biếng, hãy có lòng sốt sắng và thờ phượng Chúa. Siêng năng tức là không lười biếng. Như vậy là tôi đi làm để tôi nuôi tôi, như vậy tôi siêng năng. Thấy chưa? Nó bẻ quẹo lời Chúa theo cách có tưởng như là đúng, nhưng mà nó là phải, không phải là thật. Trong ngày đó là ngày biệt riêng nhà thánh. Trong nhà ngươi, ngay cả khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, cứ không làm một việc gì cả. Khách đến nhà không được làm nữa. Em tôi muốn đến nhà tôi chơi, tôi bảo được, chú sẽ được đến, nhưng với điều kiện không được nói bậy trong nhà tôi, không được hút thuốc lá, và trong ngày thánh nhật đó là phải thờ phượng Chúa. Chấp nhận thì đến, không nhận thì ở khách sạn. Tôi nói rồi, nhà này là nhà của Đức Chúa Trời, các tôi tới chút ở trong đây. Khi người nhà của tôi không làm theo được đó, họ đến đây dù họ là hệ phái nào, nhưng nếu nói Chúa Giêsu là Chúa thì phải thông công với nhau. Chúng ta đều là tôi tới Chúa, thì dù hệ phái quan niệm có thể hiểu không đúng nhau, nhưng mà trong ngày đó chúng ta phải thông công với nhau và phải cảm tạ Chúa và thờ phượng Chúa chứ. Tại sao các anh nghĩ các anh không thông công với tôi? Ngày các anh nghĩ các anh đi nơi khác, như vậy cái nhà là nhà trọ à? Không, đây phải nhà trọ, đây là nhà của tôi tới Chúa. Nếu là tôi tới Chúa thì phải nói lời Đức Chúa Trời. Các anh đã bận họp mấy ngày rồi thì cái ngày này anh nghĩ các anh phải ngồi đây nói chuyện với tôi chứ. Chúng ta phải thông công với nhau để chúc phúc cho nhau chứ. Tại sao các anh bỏ đi? Họ chống lại là thật đó. Tôi bảo mời ra ngoài, đừng đến nữa. Nhà này không dành cho những người đến tạm trú. Không, nếu đến nhà này phải nói lời Đức Chúa Trời, phải là tôn vinh danh Chúa. Nếu là tôi Chúa phải làm điều này, còn không thì đừng đến. Tôi nói thẳng luôn, vì ngôi nhà này Chúa dùng để thờ phượng Chúa mà. Tôi là người giữ nhà cho Chúa mà, tôi nhà cánh cửa cho nhà Chúa mà, thì đến đây phải nói lời Chúa chứ, tại sao lại bỏ đi? Phải có lý do. Anh em hiểu không nào? Chúa đứng ghen tường. Nếu chúng ta phải hiểu luật của Chúa. Ở đây Sa-tăng thử Chúa. Ngài không nói Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài dùng lời của Chúa để chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Bởi vì Chúa là đấng thành tín. Ngài đã nói thì Ngài có quyền làm cho chọn, nhưng mà không được phép thử Ngài. Dân Israel từng thử Chúa và bị của trách. Lời này là Chúa đã từng chép về việc dân Israel đã nổi loạn ở nơi đồng vắng và thử Chúa khi không có nước, và Chúa của trách họ. Và bây giờ ma quỷ đến yêu cầu Chúa để thử Chúa sao? Là vì lời Chúa chắc như vậy, tôi nhảy đại này, Ngài phải đỡ tôi. Không được, Chúa không cho phép chúng ta làm điều đó. Trong khi chúng ta hầu việc Chúa, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Rõ ràng lời Chúa có chép rõ ràng như thế này: vì Ngài ban lệnh thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.
Chúa bảo ta lên nhà thờ nhảy xuống đâu? Không. Nè, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, tức là trong mọi công việc chúng ta làm, sau khi chúng ta đã cầu nguyện Chúa rồi, chứ Ngài bảo vệ con. Và bây giờ vì chúng ta có xin Chúa bảo vệ, nên sau khi chúng ta đi đường, Ngài sẽ bảo vệ. Khi chúng ta lái xe thì Chúa bảo vệ. Nếu cái tai họa xảy ra, chúng ta cũng được vượt qua khỏi. Đó là điều Chúa bảo. Như vậy thì hắn đang thứ nhất là thử con Đức Chúa Trời, mà con Đức Chúa Trời là con kế tự Đức Chúa Trời, cũng có nghĩa là thử Đức Chúa Trời. Những cái điều Chúa muốn Sa-tăng là không được phép thử Đức Chúa Trời toàn năng đã đứng ban lời này. Hắn đang thử Đức Chúa Trời đấy. Hắn đèo quẹo lời Chúa. Hắn thử xem Đức Chúa Trời có biết không. Đừng có dại, Chúa biết hết điều đó. Chúa cảnh cáo Sa-tăng một câu thôi, hai ý. Một là không được phép thử Đức Chúa Trời đứng ban cái lời này, vì Ngài không ban cái lời này theo ý như của nó. Thứ hai, đừng thử con Đức Chúa Trời, vì con Đức Chúa Trời là con kế tự Đức Chúa Trời. Khi thấy con tức là thấy cha. Chúa cảnh cáo một câu thôi, nên Chúa dạy chúng ta là hãy cẩn thận. Chúa Giêsu đã phán gì? Philip, ngươi ở với ta đã lâu thay mà không biết ta. Thì ai đã thấy ta ấy là thấy cha, đúng chưa? Vậy thì khi chúng ta thấy lời Chúa ấy là thấy Chúa. Thì bây giờ Sa-tăng thử Chúa, Chúa cảnh cáo. Trong lời phán này, Chúa Giêsu đã cảnh cáo Sa-tăng không được thử Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thành tín công bình trong mọi sự. Nhưng nếu người nào đó vì thiếu hiểu biết mà hiểu sai nghĩa lời Đức Trời mà làm sai thì người đó sẽ không được bảo vệ. Nên chúng ta phải cắt nghĩa cho người ta hiểu điều đó. Kinh Thánh dạy chúng ta, nếu cho anh em ta có ai tình cờ mà phạm lỗi gì đó thì chúng ta có được Thánh Linh thì phải lấy lời mềm mại mà sửa họ lại. Nếu họ chấp nhận thì họ được tha thứ, còn nếu không chấp nhận họ cứ làm thì họ bị phán xét. Mưu trước của ma quỷ rất xảo quyệt, đó là nó khiến người ta hiểu sai ý nghĩa của lời Đức Trời. Và khi người ta hiểu sai thì người ta sẽ làm sai. Và hậu quả của sự làm sai đó sẽ là sự thất bại. Và khi người ta thất bại thì người ta sẽ nghi ngờ Đức Chúa Trời và mất đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay những người trong nhà thờ, nhiều người mất đức tin, lầm bầm, nhưng mà sợ không dám ra khỏi nhà thờ. Tại vì ông mục sư giảng cầu thay, giảng rồi cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho, nhưng mà không có bình an. Cầu nguyện xin Chúa chữa lành, không có chữa lành. Chúa bảo các tôi Chúa là đặt tay trên cái đau để cái đau được lành. Chúa bảo, Chúa không bảo là ông mục sư nó xin Chúa mà không làm điều gì cả. Nhưng người ta bị, người ta không dám ra. Rồi người ta bảo là sử dụng cái từ mà ông mục sư đã nói rồi. Con xin đi Chúa được nên. Có nhiều người xin Chúa chữa lành không được rồi, rồi cũng cảm ơn Chúa xin đi Chúa được nên. Ung thư chết cũng xin Chúa ý Chúa được nên. Rồi có người nói là có lẽ Chúa muốn tôi bị bệnh để tôi trung tín với Ngài, để cầu nguyện với Ngài. Đó là luận điệu của Sa-tăng. Nó nói lỗ tai người ta, có lẽ Chúa muốn anh bị bệnh để anh thường xuyên cầu nguyện với Chúa. Vì nếu như anh được khỏe rồi, anh lại lang ban ra ngoài, anh lại hư mất thì sao? Nó nói kiểu đó. Nó tìm cách khiến người ta nghi ngờ. Nhưng mà Kinh Thánh chép như thế nào? Bởi cái lăn roi Ngài mà chúng ta thể đều được chữa lành. Chúa chịu thay cho chúng ta để chúng ta được chữa lành, hầu chúng ta được phục hồi trở lại quyền làm con Đức Trời và thờ phượng Đức Trời. Đức Trời là đấng hoàn hảo. Vì các tôi tớ của Chúa phải được trọn vẹn với sức khỏe để hầu việc Chúa chứ, phải đầy dẫy các ơn của Chúa để hầu việc Chúa chứ. Đó là tiêu chuẩn hầu việc Chúa. Vì tất cả mọi người tin Chúa đều được quyền trở nên hoàn hảo trước mặt Đức Trời. Tự chúng ta không thể hoàn hảo được, nhưng mà nếu ta bám chặt lời Chúa thì chính lời Chúa sẽ khiến chúng ta được trở nên hoàn hảo. Anh em hiểu không nào? Chính lời Chúa biến đổi chúng ta trở nên trọn vẹn trên mặt Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giêsu nói điều đó, không phải tôi nói. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha là lẽ thật. Vì chúng ta là tiếp nhận. Tự Aaron và các con trai của Aaron không lập mình làm thầy tế lễ được, nhưng mà họ chịu để cho Môi-se tắm rửa, mặc quần áo cho, thắt lưng cho, đội mũ cho, mang giày vào chân, rồi ông ta trở nên thầy tế lễ. Tự họ không làm được gì cả, nhưng họ chấp nhận để cho Môi-se làm. Thì quý vị cũng vậy, vì quý vị là tin, nghe, amen, về nhà làm theo lời của Chúa, rồi anh em sẽ được Chúa ban cho đúng chức Chúa được hứa cho. Vì chúng ta là vậy. Rồi học sinh thôi, cứ trung tín đến học, đến trường học, về làm bài tập, rồi lên lớp, rồi ra, rồi từ học văn hóa, rồi học nghiệp vụ, rồi thành kỹ sư, rồi bác sĩ. Tất cả một số đều do kiến thức người ta giảng dạy mà học sinh đó chịu tiếp nhận, làm theo mà được thành. Thì chúng ta cũng vậy. Lời của Chúa sẽ khiến chúng ta được lên đúng như hình ảnh Chúa muốn cho chúng ta vậy.
chính Satan đã từng kích động vua David làm một công việc không nên làm, đó là tu bổ sổ dân. Và bởi cớ sự sai lầm của vua David mà có tới 7 vạn người trong dân Israel bị giết trong một ngày. Sử ký thứ nhất đoạn 2 câu 21. Sử ký thứ nhất đoạn 21 từ câu 1 đến câu 8 và câu 14 chép như sau: Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. David nói với Joab và các quan trưởng của dân sự rằng: hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Dan rồi đem về tâu lại cho ta để ta biết số họ. Joab thưa: nguyện Đức Giê-hô-va ra thêm dân sự ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa dạy tôi biểu tôi làm điều đó? Nhân sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Nhưng lời vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy Joab ra đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm, trong Giu-đa được 47 vạn người cầm gươm, nhưng Giu-áp không có cai số người Lê-vi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gớm ghiếc cho người. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên ngài hành hại Israel. Đức Giê-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 7 vạn người Israel ngã chết. Tu bổ sổ dân mà lại phạm tội, tại vì sao? Khi David còn là con út của nhà Isai, Đức Chúa đã chọn David làm vua Israel. Ngài sức giàu cho David làm vua Israel. David không cần một người nào cả. Nhưng tại sao David có thể thắng được Goliath? Ấy là thần của Đức Chúa ở trong David, khiến David làm được điều này. Thì tại sao bây giờ thắng rồi, được làm vua rồi mà lại tu bổ sổ dân? Vậy thì David, chú phán là David, có phải nhờ số dân người đông mà người thắng không? Hay là nhờ danh của Đức Chúa bằng quân mà người thắng? Bây giờ vì người cho rằng người đông quân mà thắng được, tạp diệt người, ta diệt cái quân đó luôn, xem ngươi thắng được nữa không. Đó là điều Chúa dạy chúng ta. Ngài ghen tường, chúng ta không nhờ bất cứ điều gì để sống cả, nhờ Chúa. Nhờ tiền nữa, Chúa khiến mất tiền. Nhờ cậy tài sản nhé, Chúa khiến mất tài sản. Bất cứ điều gì chúng ta nhờ cậy như một thần tượng để nhờ đó mà có sức lực để sống đó, Chúa cất ra đi. Vì Chúa ghen tường, Chúa muốn ta hoàn toàn thuộc vào Ngài. Chúng ta không giống như thế gian. Thế gian thì muốn mình khỏe, mình to, mình giàu, mình mạnh để khoe mình. Nó điều ác, bởi vì ai cho họ hơi thở? Mọi vật liệu họ có đều đến từ Đức Chúa Trời, họ không có lời cảm ơn. Và họ phạm tội. Vậy thì có của cải vật chất giàu có để mà chết, ích chi? Chúa không muốn ta chết như thế gian. Chúng ta đừng để ý của thế gian để mà chúng ta nghịch lại Chúa. Tại sao Chúa độc tài vậy? Ngài không cho tôi có quyền thì sao? Chúng ta không có quyền nói điều này cả. Bởi vì Chúa là thợ gốm, chúng ta là cái bình trong tay Ngài. Ngài có quyền tạo đến chúng ta theo ý của Chúa. Ngài cho chúng ta sự sống. Vì chúng ta cảm tạ Chúa. Bởi vì khi chúng ta về thiên đàng mới biết Ngài tốt lành. Còn bây giờ chúng ta trên đất này chỉ biết một tạm thời một chút xíu thôi. Bởi đó Chúa dạy chúng ta là phải cẩn thận gìn giữ lòng chí tử chúng ta. Chúng ta theo Chúa không nhờ cái bất cứ điều gì cả. Nhờ cái Chúa, nhờ cái danh Chúa. Bởi đó khi David bị ma quỷ nó kích động lên, bây giờ mình thắng rồi, chắc là quân mình đông lắm rồi, mình lâu nay mình đánh trận lần nào cũng thắng cả, không biết quân mình đông bao nhiêu cả, tu bộ. Ngày nay thế gian đang bị vào cái khủng hoảng này. Tôi nói với viên chức cao cấp trong chính phủ, bà sao anh khờ quá vậy, cái này là phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi cái đó là Trung Quốc đe dọa đánh anh này phải, tại vì anh không nhờ cậy Đức Chúa Trời. Tôi hỏi ai nói câu trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi? Ông ta không hề nói rằng nhờ vua Hùng mới thắng lợi, không phải nhờ bà Âu Cơ thắng lợi, không phải nhờ các vua ngày xưa mà thắng lợi cả. Nhờ cái gì? Trường kỳ kháng chiến. Ai trường kỳ kháng chiến? Con người. Hồi đó sao anh thông minh thế? Những cái sức của mình lấy được lòng dân đoàn kết lại để thắng giặc ngoại xâm. Mà bây giờ thắng rồi tự nhiên đào bới với cái ông chết từ hồi nào đến giờ đó, vì thờ mấy người đó, chọc giận Đức Chúa Trời. Chọc giận Đức Chúa Trời. Sao biết cảm tạ Chúa này, Ngài đã gìn giữ đất nước này cho người Việt Nam để người Nam được sống, mà bây giờ đào bới người đã chết từ hồi nào rồi, nó chẳng có lời hứa gì cả, nó chẳng biết là sau này con cái họ tên là gì nữa, mà bây giờ đào người đó lên thờ với người đó, chọc giận Chúa. Tôi nói luôn, cái năng chọc giận Đức Chúa Trời đấy, làm sao thắng người ta được? Bởi vì cái cũng giống nó cũng thờ thần tượng, anh thờ thần tượng, nhưng mà nó đông quân hơn, nó thờ nhiều của lễ cho ma quỷ hơn, nó thắng cái anh đấy.
phải trở lại cùng Chúa, hết lòng phải hạ mình xuống ăn năn tội lỗi, phải nhờ hội thánh của Chúa cầu thay cho thì mới thắng được, còn không là sẽ mất. Đúng không nào anh em? Đúng như vậy. Phải trở lại cùng Chúa và cảm tạ Chúa, nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Không có người nào nhờ binh đông mà được cứu cả, nhờ danh Chúa. Chúa nhắc cho David, David sao ông làm vậy? Ngày xưa ông đã nhờ cái gì để đánh được gấu, đánh được sư tử? Nhờ danh Đức Giê-hô-va. Và ông nói điều đó trước Goliath, và ông đánh hạ Goliath được nhờ danh Đức Giê-hô-va. Mà tại sao bây giờ lại tu bổ sổ dân? Cơn giận của Chúa nổi lên. Chúa nói cho David có 3 điều kiện: một là bệnh dịch, hoặc là xa vào tay kẻ thù nghịch, hai là, ba là, xa vào tay Đức Giê-hô-va. David nói là thôi, xa vào tay Đức Giê-hô-va tốt hơn, bởi vì Ngài nhân từ. Và Chúa đánh luôn, 7 người chết. David nói Chúa ơi, tôi phạm tội chứ không phải dân sự này. David tưởng rằng chỉ có vì cá nhân mình mà dân sự phải chết, thì tại sao Ngài hằng giết nhà cha của ông đó và ông đó? David cũng không hiểu lý do. Khi chúng ta thờ thần tượng, khi chúng ta thần tượng bất cứ điều gì, Chúa diệt cái thần tượng đó. Nên tôi khuyên mọi người chúng ta đừng thần tượng bất cứ điều gì cả. Mình khôn ư, mình có khả năng ư, mình có ta lân ư, mình có sắc đẹp ư, mình có sức khỏe ư, mình có nhiều tiền ư, tất cả điều đó đừng có nhờ. Hãy dùng điều đó để tôn vinh Chúa, hợp việc Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì điều Chúa ban cho mình, cảm ơn Chúa. Hãy dùng điều đó để làm lợi cho nước Chúa, nhưng đừng cậy nó, cậy danh Chúa. Tất cả điều gì tôi có, tôi biết Chúa ban cho và tôi làm lợi cho nước Chúa. Tôi ở trong nhà Chúa nên tôi giàu có. Tôi giàu có không phải là của tôi, là của Chúa. Tôi là người quản gia, tôi dùng điều đó. Nên thế gian có câu là giàu nhà kho, no nhà bếp, phải không nào? Vì nếu mà trong nhà bếp thì lúc nào trả được nó, mình nấu cho người ta ăn mình có được hưởng chứ, đúng không nào? Không ai khớp miệng con bò đang làm lúa. Nên khi ta hợp với Chúa, Chúa sẽ nuôi chúng ta. Nhưng không được lấy của cải của Chúa là của riêng mình. Satan đã lấy của Đức Chúa Trời ban cho mình đó để làm tôn vinh mình lên, Chúa đuổi nó ra khỏi thiên đàng. Nên chúng ta phải cẩn thận, vì tự ma quỷ đã lừa được chính hắn và cái bẫy của chính hắn. Chúng ta phải nhận biết mọi sự chúng ta có đều đến từ Chúa. Ngài ban cho chúng ta để chúng ta hợp với Chúa. Vậy nếu chúng ta dùng các ơn Chúa ban cho mình để làm lợi Đức Chúa thì Chúa ban cho thêm để càng được thêm. Và càng được thêm chúng ta càng vui mừng, bởi vì Chúa tôn trọng chúng ta thì chúng ta phải kính sợ Ngài và làm lợi cho nhà Chúa. Bước thứ hai là Satan tìm cách kích Chúa Giê-xu tỏ mình ra trước kỳ. Nhưng thực chất là ma quỷ muốn thử xem Chúa Giê-xu có hiểu và tin vào lời Đức Trời và được chép trong Thi-thiên 91 câu 12 không. Nhưng mà Satan đã thất bại khi Chúa Giê-xu cảnh cáo hắn, và lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu đối với Satan đó là Ngài biết mưu trước của nó. Giờ vậy Satan vẫn tiếp tục cám dỗ và thử Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 8 đến câu 9 chép: ma quỷ đã đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài xem các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thở lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đến bây giờ hắn vẫn không còn nhận ra Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời nữa. Tại sao vậy? Bởi vì hắn tìm mọi cách để giết Ngài lên. Cái âm mưu của hắn che đắp tất cả mọi thứ thông sáng hắn cũng có từ ban đầu. Điều này cho ta biết rằng Satan là thần linh, quyền năng siêu nhiên ở trong hắn. Nhưng mà khi hắn chú tâm về một cái điều ác như vậy, thì cái điều ác che phủ tất cả mọi sự khôn ngoan hắn có. Hắn chỉ bằng mọi cách là cám dỗ bằng được Chúa Giê-xu vào sự phạm tội mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng nếu Chúa chúng ta mà có hắn thử thách như thế, thì chúng ta là ai? Nó tìm đến cùng để nó diệt chúng ta. Vậy phải tỉnh thức về mưu trước của nó, vì dã tâm của nó là cướp, giết, hủy diệt. Chúa cảnh cáo hắn, hắn thua. Nhưng mà bởi vì hắn tìm mọi cách để giết Ngài, nên hắn bị tối cả mắt lại rồi. Không nhận ra rằng Ngài là đấng không thể cám dỗ được. Ngài đã vào đến đây, nơi này đó để hắn cám dỗ đó. Có nghĩa là Ngài đã biết trước mục trước rồi. Nhưng mà bởi vì dạ tâm của hắn là ác, nên Chúa dạy chúng ta cẩn thận này. Nếu sự sáng ngươi trở nên tối tăm, thì sự tối tăm các ngươi trở nên tối tăm là dường nào. Nhà thấy đi. Đây là một cái gương cho ta nhìn thấy đấy. Đừng bao giờ cho rằng mình đủ sự sáng để bảo vệ mình. Nên phải tỉnh thức luôn luôn. Vì ma quỷ sẽ kích động người ta: mày khôn lắm, mày hay lắm, mày tốt lắm. Thế mà không, chỉ có Chúa là số 1. Còn chúng ta là tập tành theo Ngài, để hàng ngày nhờ Chúa mà được bảo vệ mình. Bởi sự ngoan cố, kiêu ngạo mà Satan tự che lấp hắn,
mà hắn không nhận biết rằng đấng mà hắn đang cố cám dỗ và thử đó chính là đấng đã tạo nên hắn cùng muôn vật thuộc về thiên đàng cũng như trên trái đất này. Với bởi bổn tánh nói dối và là cha của sự nói dối nên Giang tự lừa dối mình và cho rằng muôn vật trên trái đất này đã thuộc về hắn. Nên hắn tự mãn và nói với Chúa Giêsu rằng cái nước thế gian đó là của hắn, và hắn có quyền ban cho các nước cùng những sự vinh hiển của các nước ấy cho ai hắn muốn. Thấy chưa? Tự lừa dối mình tưởng là tại sao vậy? Bởi vì hắn cám dỗ người ta rồi, người ta thờ phượng nó, nên người ta làm điều ác mà được tài sản này tài sản kia, và hắn tưởng như vậy là của hắn rồi. Hắn không biết rằng hắn là công cụ trong tay Chúa để thử luyện lời người xem ai là người kính sợ Chúa và ai là người gian ác. Thế ngày nay có rất nhiều người khi lìa bỏ Chúa rồi ra ngoài vẫn được thế thịnh vượng, cũng lập này lập kia lên, được nói được này được kia rồi tưởng là Chúa sức giàu cho, mà không biết rằng hãy nhìn vào bông trái của nó đi. Đó. Cứ tưởng có nhiều người đông mà được cứu chăng? Có tưởng nhiều người đông đến với mình là tôi tớ của Chúa chăng? Không phải. Thế gian có câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào để vung đó. Nhưng Chúa nói chúng ta đây, hãy xem trái là bài biết. Cái trái của Chúa là trái bình an. Cái trái của Chúa là trái vui mừng, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nơi đâu là dân sự của Chúa, nơi đó có sự vui mừng, sự bình an. Và Thánh Linh của Chúa cảm động trên người ta và là những công việc thuộc về Đức Thánh Linh. Không phải nói người ta giàu có hay là nhiều của cải, mà cái chính là có của báu thiên đàng ở trong nơi đó hay không. Tại đó người ta có vui mừng cả tại Chúa, vui mừng hết cỡ cả tại Chúa hay không. Cái đó cái quan trọng nhất là cái bông trái xưng Chúa ra, cái mùi thơm của Đức Thánh Linh ở tại nơi đó, sự tôn vinh Chúa ở nơi đó. Kinh Thánh chép rất rõ rằng muôn vật đều do Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Trời mà được tạo nên. Và chính Đức Chúa Trời đã phán và lời của Ngài cũng đã chép rằng Ngài đã lập con Ngài, tức là Đức Chúa Jesus Christ, để kế tự Ngài, và cả thế gian đều thuộc dưới quyền của con Ngài. Đức Chúa Trời cũng đã biết trước Satan sẽ tìm cách để phá hủy giao ước của Ngài lập với con một của Ngài cùng với những người thuộc về con Ngài, nên Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ nhạo báng chúng nó, tức là ma quỷ cùng những kẻ theo ma quỷ ở trong thế gian này, vì các mưu trước của chúng đều là hư không ở trước mặt Ngài. Bây giờ chúng ta xem lời Chúa chép như thế nào về điều này. Thi Thiên đoạn 2 câu 1 đến câu 12 chép: Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không, các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ và phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: Giờ vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thanh tam, ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận và các ngươi hư mất trong đường trăng. Vì cơn thành độ người hòng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Vì sự kiêu ngạo của Satan làm hư khôn ngoan của hắn. Hắn không nhận biết rằng Thi Thiên đã nói trước về điều này rồi. Thi Thiên 2 đã nói trước về Chúa Giê-xu đã được lập lên làm con kế tử Đức Chúa Trời rồi. Mà hắn còn dám khinh rẻ, không hôn Ngài, không tốt với Ngài, không thờ lại Ngài, mà còn dám cám dỗ Chúa như là một vật tạo vật của thế gian này, thì hắn chết. Chứ mà bản tin Việt dịch là lòi tói đó, nguyên văn trong tiếng Hebrew là giao ước, khế ước. Nghĩ đen là cái đai lưng của thầy tế lễ. Tiếng Việt dịch là lòi tói nghe rất khó chịu. Nguyên văn đó là cái đai lưng của thầy tế lễ, tức là lẽ thật. Mà chữ lòi tói hai người nói về giao ước là điều mà Đức Trời đã phán và lập con Ngài làm con kế tự Ngài làm thầy tế lễ đến đời đời. Khi thi thiên này được công bố ra, thì ấy là ngày mà Giê-hô-va Đức Trời đã lập giao ước của Ngài với con Ngài và kế hoạch cứu chuộc nhân loại đã được định đoạt. Đức Chúa đã khuyến cáo các vua trong thế gian này phải tôn trọng con của Ngài và phải hầu việc Ngài cách kính sợ. Sự run rẩy là bóng của sự kính sợ. E cơn thành nộ của con một ngày nổ lên và người ta mất sự cứu rỗi chăng? Thế nên ngày nay có rất nhiều mất sự cứu rỗi của mình bởi vì không tạ ơn Chúa. Hôn có nghĩa là xưng Chúa ra. Chứ hôn đây tức là một cái tập tục của dân Israel. Khi một người vào trong nhà, ví dụ có một người khách nào đó ở trong nhà ngồi đây, bất chợt có ai đó vào nhà thì thấy cô gái trong nhà đi ra đón người đó, thì qua cái nụ hôn, cách hôn của cô gái đó mà người khác có thể nhận biết cái người được hôn đó có giá trị gì trong quan hệ đối với cô gái đó.
hôn má trái, hôn má phải, hôn trán hay hôn tay hay hôn nơi nào đó, cách ôm, cách xưng hô để biết cái mối quan hệ của cô gái đó với người mà được cô gái đó đón. Với chúng ta là phải xưng Chúa ra, mỗi miệng chúng ta phải xưng Chúa ra và xưng Ngài là Chúa của tôi. Có nghĩa là gì? Bất cứ điều gì Chúa đã phán, tôi amen, tôi đồng ý, tức là tôi hôn Ngài, hôn con Ngài. Ngày nay chúng ta sẽ bắt tên cho một số người. Chúng ta hãy nhớ rằng đây là ân điển Chúa ban cho chúng ta. Vì chính Chúa Giêsu đã đến để làm mẫu mực cho chúng ta. Ai tin và chịu báp têm thì được cứu. Chúng ta được cứu không phải vì chúng ta là công bình. Chúng ta được cứu ra khỏi cái danh hiệu tội nhân. Chúng ta được cứu ra khỏi sự chết, khỏi sự ô uế của thế gian này. Chúng ta phải được ra khỏi điều đó. Người nào từ chối lời của Chúa, người đó cứ ở trong sự ô uế và bị bỏ đi. Nếu lời Chúa đã ban cho ơn của Ngài rồi, hãy nhận đến. Đó là ân điển Chúa ban cho. Hãy cảm tạ Chúa điều đó. Còn nếu người nào từ chối bằng bất cứ một lý luận nào đó, thì người đó khước từ sự cứu rỗi của Chúa, người đó sẽ bị bỏ. Chúa không bắt, nhưng Ngài báo cho người ta biết là chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta được tạo lên để thờ phượng Ngài và hầu việc Ngài. Nếu ta từ chối để hầu việc Chúa, từ chối làm quyền làm con Đức Trời, Ngài diệt chúng ta. Nên nhớ là tội lỗi của người đó, diệt người đó. Bởi đó chúng ta phải tỉnh thức, đừng để ma quỷ lừa dối. Nó nói đầu người ta là người không xứng đáng. Nó nói như vậy. Nó nói theo cách nó nghĩ. Chúng ta nói theo cách của Chúa muốn chúng ta. Ngài muốn ta được cứu. Chúng ta được xưng công bình bởi vâng lời. Khi ta vâng lời, chúng ta xưng công bình. Chúng ta thấy đi. Khi Chúa Giêsu đến với Giăng Báp-tít, không có tiếng nào từ trời phán xuống cả. Cho nên khi Ngài chịu để Giăng Báp-tít báp têm Ngài rồi, thì khi Chúa từ dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa ngự trên Ngài như hình chim bồ câu. Và bây giờ Đức Trời phán từ trên trời phán rồi, này là con yêu dấu của ta, để lòng ta mọi đàng. Chúa muốn chúng ta được Ngài khen ngợi. Chúng ta có muốn Ngài khen ngợi không? Hãy vâng lời. Vâng lời thì được khen ngợi. Vâng lời có nghĩa là tôi tin rằng tôi không thích Ngài, nhưng mà lời này là lời của Ngài, nên tôi làm theo lời đó. Đó là đức tin. Đức tin mạnh là đức tin mình không nhìn thấy mà tin. Nên Chúa Giêsu phán như nào? Phước cho kẻ chẳng từng thấy mà tin. Đó là phước lớn. Còn thấy rồi mà tin, thấy rồi mà tin thì không còn gì nữa rồi, phải không nào? Chúa muốn ta hiểu rõ điều đó. Ma quỷ quên rằng chúng còn được tự do hành động trong khuôn khổ mà Đức Trời cho phép, đó là công cụ trong tay Ngài để thử thách và trừng phạt các dân cùng những người nào không vâng phục bằng lệnh của Ngài mà thôi. Nhưng khi kỳ định đã tới thì chúng sẽ bị nhốt vào nơi hỏa ngục đời đời. Đức Chúa Giêsu đã phán với Satan như này: hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu trích lời Đức Trời chép trong sách Phục Truyền Luận Ký đoạn 13 câu 6: ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề. Bản Kinh Thánh Kinh James Version chép: thou shalt fear the Lord thy God and serve him and shall swear by his name. Đây là dấu hiệu của dân Israel kia chưa, để tỏ rằng họ là dân Israel. Nhưng ngày hôm nay Chúa bảo chúng ta không thề, vì là dấu hiệu chúng ta nói chúng ta là cơ đốc nhân. Mình xưng mình là cơ đốc nhân, tức là môn đồ của Đấng Christ vậy. Đức Chúa Giêsu đã công bố lời của Đức Trời chép trong Kinh Thánh, nhưng cái lời đó đã phán xét Satan. Vì hắn không hầu việc Đức Trời như đáng phải làm, vì hắn đang đối diện với Đức Chúa Giêsu Christ, con kế tự Đức Trời, mà lại không thờ phượng Ngài, không kính sợ Ngài và không hầu việc Ngài. Satan đã không thể nói được thêm lời nào nữa, bởi vì lời Đức Trời khi được công bố qua môi miệng của Đức Chúa Giêsu Christ đã phán xét hắn. Kinh Thánh chép này: ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Kinh Thánh chép: bất cứ điều gì đã xảy đến với Chúa Giêsu cũng sẽ xảy đến với chúng ta. Nếu chúng ta xưng Chúa ra, thắng sự cám dỗ, thiên sứ của Chúa sẽ đến bảo vệ chúng ta, sẽ ban phước cho chúng ta. Thiên sứ sẽ không hành động cho đến khi chúng ta xứng đáng. Thiên sứ là các thần có sức lực đến từ Đức Giê-hô-va để giúp việc những kẻ được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Khi chúng ta hầu việc Chúa, Satan sẽ xin phép sàng giày trước, Chúa cho phép. Mà khi chúng ta thắng được sự sàng giày đó, bền vững đức tin của mình, thì thiên sứ của Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Nên một số nơi tôi đã từng đứng giảng lời Chúa, khi tôi đang nói lời Chúa, tôi thắng sự sợ hãi thì thiên sứ xuất hiện và nhiều người nhìn thấy thiên sứ đứng đằng sau tôi, còn tôi không nhìn thấy. Người ta làm chứng lại. Và tôi nhận biết điều đó, mà thiên sứ không xuất hiện trước. Nhưng khi mình thắng sự sợ hãi, mình dạ dĩ nói theo điều Đức Trời phán bảo, bây giờ thiên sứ xuất hiện.
để dấu hiệu cho người ta biết đây là tôi tới Chúa để người ta không nghi ngờ. Đức Chúa Jesus Christ muốn chúng ta là chiên của Ngài, hãy nhìn biết các bước mưu trước mà Satan đã dùng để lừa dối người ta, cũng như hắn đã lừa dối 1/3 số thiên sứ thiên đàng khi xưa vậy. Vì Satan chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời, nên hắn không có khả năng biết được sự suy nghĩ của người ta, cũng như các thiên sứ khác. Nên để có thể lừa dối người ta, trước hết hắn phải dò xem trong lòng người ta có cái gì, trong mắt của người ta có thích cái gì, cuộc sống hay của người đó ham muốn cái gì, để đó áp dụng phương thức lừa dối và cám dỗ. Bài học này, Chúa muốn chúng ta tỉnh thức điều này. Hắn không biết được tâm trí chúng ta nghĩ gì, nhưng hắn có thể đoán được qua cuộc sống ngày, qua lời nói chúng ta, qua ý chúng ta tỏ ra. Ma quỷ đã ướm thử bà Eva xem người có hiểu biết, có tôn trọng bằng lệnh của Đức Chúa Trời hay không. Nên hắn đã nói với bà Eva như vừa nói để hỏi và thử Eva như thế này. Mà chi Đức Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn hay sao? Sáng thế ký đoạn 3 câu 1/b. Chữ mà chi này trong tiếng Hebrew có nghĩa là hình như, dường như. Là một từ không mang ý nghĩa bác bỏ, cũng không mang ý nghĩa công nhận. Như vậy là gây sự nghi ngờ, không chắc chắn có phải như vậy hay không. Mà chi, hắn ướm thử. Hắn biết rõ Đức Trời khó phán. Hắn ướm thử. Đến bởi đó chúng ta phải nhận biết này, chúng ta phải chắc chắn. Khi nghe lời Chúa phải hiểu cho chắc chắn và thấu hiểu điều đó và giữ trong mình. Vì ma quỷ sẽ cám dỗ người ta cách tình vị. Qua người này, qua người kia. Thậm chí thời gian vừa qua có một số người đã thấy là có một số hội thánh tư gia giảng theo cách này cách kia. Họ có truyền đạo đơn, họ in hình này hình kia. Mà mình có sự sáng nhìn thấy biết ngay họ đi theo tà rồi. Lạc rồi. Ví dụ như là giữ ngày Sa-bát của Chúa, tức là Cơ Đốc Phục Lâm là tà. À, bởi vì họ không làm theo lời của Chúa Jesus Christ. Bất cứ một hội thánh nào đó không tôn cao lẽ thật của Chúa, không làm theo lời của Chúa Jesus phán, đó là tà. Vì Chúa chúng ta không thay đổi. Ngài không thay đổi. Con đường của Chúa không thay đổi, nguyên tắc không thay đổi. Cách thờ phượng Chúa là làm theo cách của Đức Thánh Linh, như Chúa Jesus đã phán. Nên chúng ta phải cẩn thận. Nên chúng ta phải trang bị cho mình của mình sự sáng để khi mà cái giả nó đến chúng ta nhận biết ngay. Sáng đến ký đoạn 3 câu 2 câu 3 chép này. Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Xong về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến. Ê khi hai ngươi phải chết chăng? Bà Eva nói sai. Chứ mà bản tiếng Việt dịch là e khi hai người phải chết chăng trong câu 3 này đó. Thì trong tiếng Hebrew có nghĩa là không chắc chết, có lẽ không chết, có thể chết hoặc không chết. E, chữ e đó trong tiếng Hebrew là chữ pen số 6435 ra từ chữ mood cùng với chữ mood số 4191 có nghĩa là không chắc chết, có lẽ chết, có lẽ không. Không chắc chắn. Chú không bao giờ nói nướng đôi như vậy cả. Như vậy có thể do Adam truyền đạt này không đúng. Hoặc là Adam truyền đạt đúng rồi nhưng mà Eva không chú tâm vào. Bởi đó nên nghe điều này ra điều kia. Nên một số nơi nào đó khi giảng lời Chúa không chắc chắn. Ôi bây giờ Chúa cho chúng ta quyền tự quyết rồi. Chúng ta được thế này, được thế kia. Đó. Chúng ta không nghe như vậy. Tất cả mọi điều chúng ta đều có luật pháp của Chúa là nền tảng. Nền tảng phải có chắc chắn đó. Thì bây giờ mình có lẽ thật. Nên cái thánh chết trên thế nào? Nếu các nền bị phá đổ thì người công bình sẽ ra làm sao? Nếu không có nền tảng nữa, chúng ta tin Chúa cũng vô ích. Không có nền tảng, lấy gì mà xây? Tôi sang Michigan tôi giảng. Tôi nói trước, tôi cảm ơn Chúa tôi được đến ở trong hội thánh Baptist. Bởi vì người ta thường nói là có hai phái cứng nhắc là CNMA, tức là Phúc Âm Liên Lạc Truyền Giáo, và Baptist là hai cái hệ phái này cứng lắm. Nhưng mà tôi đến đây Baptist này ấy, là có nói tiếng mới. Như vậy là đó có thay đổi rồi, có born again rồi. Nhưng mà tôi hỏi thử anh em lấy tiêu chuẩn nào để xây dựng hội thánh của mình mà gọi hội thánh của mình là hội thánh của Đấng Christ? Liệu có một tiêu chuẩn nào được chép cho Kinh Thánh rằng hội thánh của Chúa phải như thế này không? Không ai trả lời được. Mục sư không trả lời được. Mà thế anh em theo điều gì mà anh em là hội thánh Baptist? Tự mình bán cho mình à? Bây giờ thế gian nó có chỉ số 2001, 2002 để nói về tiêu chuẩn hàng hóa, để được giao thông, để buôn bán trên thị trường. Không người nào tự lập hàng hóa của tôi tốt mà không đăng ký trên thế giới được cả. Phải đăng ký. Thế thì hội thánh của Chúa phải đăng ký chứ.
Chúa cho ta đăng ký như thế nào? Hội thánh nào hội thánh để Đức Thánh Linh làm chủ? Hội thánh nào sẽ là hội thánh đắc thắng mà Chúa sẽ bắt lại các cửa phù không thắng được hội đó? Là hội thánh làm theo lời Đức Chúa Trời. Tôi sẵn sách Nha Ca ra tất cả mọi người xứng người luôn. Tiêu chuẩn chân dung của thánh Đồng Christ được chép trong sách Nha Ca. Anh em đừng tự hào anh em là báp tít có tiếng mới mà là hay đâu. Anh em phải làm chọn tất cả mọi điều Chúa yêu cầu chúng ta phải làm. Bất cứ khi nào đó ai đến hội thánh của Chúa là đều có lời của Chúa để bảo vệ mình, nuôi dưỡng mình. Giống với bệnh viện toàn năng đấy. Một đứa bé bị sinh non vứt ngoài đường đó, người ta đem vào, bác sĩ ơi cứu cứu cứu. Không sao, đưa vào đây, lập tức biết hành động ngay để cứu đứa bé đó. Nuôi nó lớn được. Đó là hội thánh thật của Chúa phải làm như vậy. Tất cả mọi sự đều có cho đó mà. Bụng của thánh của Chúa là như một đống lúa mạch. Rốn tròn to như cái ly. Đó. Rượu thơm không có thiếu. Bất cứ lúc nào cũng vậy. Tất cả mọi trang sĩ trong hội thánh của Chúa đều có gươm ở nơi hông. Bởi vì sao? Ghét sự tối tăm. Thấy chưa nào? Kinh thánh cho ta biết tiêu chuẩn của thánh Đức Christ phải như vậy. Anh em phải phấn đấu được như vậy. Đừng tự hào mà phải phấn đấu được như vậy. Hãy để Chúa khen rằng người làm đúng. Đừng để tự mình cho mình là đúng. Thánh Linh cho người ta biết hội thánh của Ngài. Đâu là hội thánh của Ngài? Chúng ta phải hiểu điều này. Khi Đức Trời phán với Adam về việc cấm ăn trái cây biết được thiện điều ác, lời Chúa chép rất rõ như này: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chưa hề ăn đến, vì một mai ăn chắc sẽ chết. Chưa chắc sẽ chết này được chép trong sách Thánh Thế Ký là chú mưu từ số 4191 của tiếng Hebrew là chắc chắn sẽ chết, chắc chắn bị giết chết. Còn Eva nói rằng có lẽ chết, có lẽ không chết. Ma quỷ biết rồi, và bây giờ hắn nói là các người không chết đâu. Nhưng Đức Trời biết rằng mà mai khi các người ăn trái đó thì mắt người mở ra biết điều thiện điều ác, như Đức của Trời. Hắn kích động lòng ham muốn. Mà trước đó Eva đâu có cần. Nhưng bởi vì hắn gieo nghi ngờ rằng Đức Trời giấu ngươi điều này. À, Đức Trời không muốn ngươi biết như Ngài đâu. Như vậy là sự gian nan. Khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải để chính Ngài chỉ định. Lấy lời Chúa dạy chúng ta là cho anh em chớ có ai tự mình lập làm thầy. Mà chớ có ai chiếm được chức trọng này thì phải để Đức Trời chỉ định. Đó. Còn các hệ phái khác thì sao? Kêu gọi người ta dâng mình hầu về Chúa, rồi cử đi đào tạo cho họ, đào tạo cho kia để phong chức mục sư, không qua Chúa. Như vậy thì tất cả người sai đi và người chọn lựa ngày dâng mình, tất cả đều là thuộc về xác thịt hết và hư mất. Chạy trước Chúa. Như vậy, vì không coi trọng lời của Đức Trời mà Eva đã cung cấp cho Satan cơ hội tấn công cám dỗ, và hắn đã thắng được Eva. Và qua Eva mà Adam cũng phạm tội chết. Ngày nay biết bao nhiêu người đã bị mắc bẫy của ma quỷ đó, tự lập mình làm thầy rồi, những người đi theo cũng bị mắc bẫy đó, rồi tin những người đó rằng không hiểu biết Đức Trời cũng chết. Bởi vì sao? Kẻ mù dẫn người mù, tất cả đều rơi xuống hố. Chúa Giêsu đã không làm theo ý muốn của Satan, nhưng Ngài làm theo điều Đức Cha muốn Ngài nói ra, đó là Đức Chúa Giêsu Christ công bố lời của Đức Trời được chép trong Kinh Thánh. Khi ma quỷ chứng dẫn Kinh Thánh để thử Chúa Giêsu, hắn nói như này: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì cái đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Chúa Giêsu đã phán với hắn và lời của Đức Trời mà Chúa Giêsu chứng dẫn đó có sức mạnh làm sáng ý nghĩa trong lời của Đức Trời mà Satan đã dùng để lừa dối người ta và khiến người ta hiểu sai ý nghĩa của lời Chúa này. Cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Satan thì đưa ra một câu để kích động cái điều mà Chúa hứa với người ta. Nhưng Chúa Giêsu lại phán điều mà Chúa bảo người ta phải có trách nhiệm với lời của Ngài. Anh em thấy không nào? Bởi đó chúng ta khi chọn lời Chúa đấy thì phải nhớ như này: cái lời tiên tri Chúa ban cho ta đó là ý của Đức Chúa Trời muốn. Chúa muốn ta có lời tiên tri của Chúa, lời tiên tri chỉ đường chúng ta, gây dựng chúng ta. Còn chúng ta thường thường anh thích những câu gốc mình thấy là dễ dàng cho xác thịt mình đó, nhưng mà Chúa thì muốn chúng ta chọn câu gốc có trách nhiệm. Bởi vì Chúa đã vạn lệnh cho dân Israel chọn trách nhiệm, không chọn phước. Phước là cái trái của xác thịt muốn, nhưng mà Chúa muốn dân Israel chọn trách nhiệm của mình để được hưởng cái trái Chúa hứa cho. Chúa bảo chúng ta chọn sự sống theo trách nhiệm ta, làm theo lời Chúa rồi. Còn phước là Chúa sẽ ban thưởng cho, tùy theo công lao chúng ta làm ra xứng đáng đến đâu Chúa ban cho đến đó. Thì chúng ta ngày nay cũng vậy, hãy chọn
sự vâng lời Chúa. Chúa bảo vâng phục ngày của Chúa là vâng phục đi, phước sẽ theo chúng ta. Chúa Giêsu đã chứng dẫn lời mà Đức Chúa Trời đã phán với dân Israel được chép trong sách Phục Truyền Luật Ký đoạn 6 câu 16 này: các ngươi chớ thử Giê-hô-va Đức Trời ngươi như đã thử ngài tại Ma-sa. Ma-sa là nơi dân Israel đang khi đi trên đường từ đồng vắng Sin tới Lê-phi-đim. Nhưng khi tại nơi đó dừng lại rồi thì không có nước. Dân sự bây giờ lầm bầm chống lại Môi-se. Họ quên hết tất cả mọi quyền năng Đức Trời đã rẽ biển đỏ ra cho họ đi. Họ quên tất cả mọi đó, họ chống lại Môi-se. Lầm bầm. Họ quên rằng Đức Trời có thể khiến cho họ có nước được, bởi vì Ngài là Đức Trời toàn năng. Xuất Ê-díp-tô tôi ký đoạn 17, câu 1 đến câu 3 chép: cả hội chúng Israel đi từ đường vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lệnh Đức Giê-hô-va đóng trại tại Rê-phi-đim. Ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: sao ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Dân sự ở đó không có nước bị khát nên oán trách Môi-se mà rằng: sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật của chúng tôi chịu chết khát thế này? Ngày nay chúng ta kinh nghiệm được đó. Chúng ta không khuyến dụ người ta đến với Chúa Giê-xu. Chúng ta chỉ đường cho họ đến. Chúng ta giúp cho họ biết rằng đến với Chúa Giê-xu là con đường tốt nhất, duy nhất và đúng nhất để được cứu. Và trong tất cả mọi con đường đều phải có khó khăn. Khi chúng ta không đến với Chúa Giê-xu, chúng ta vẫn phải đối diện con đường đó. Khi người ta phạm tội, cứ tiếp tục phạm tội nữa, tránh tội này sang tội khác, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vẫn không thoát. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa, thì Chúa chỉ cho chúng ta con đường phải đi, phải biết tại sao chúng ta đã bị như vậy. Vì chúng ta đã mắc mưu ma quỷ. Đã có nhiều người đã đến với Chúa, Chúa đồng chạm đến họ, họ được chữa lành rồi. Nhưng mà rồi sao? Họ sẵn sàng quên công lao của Chúa, quên quyền năng của Chúa đi, sợ con cái, sợ người nhà, sợ người thân, bỏ Chúa luôn. Vì họ không tin vào Đức Chúa Trời. Họ thử Chúa. Chúa không muốn chúng ta thử Ngài. Hãy tin. Chúa biết chúng ta thường hay sợ hãi. Nên Chúa phán là chớ sợ nhưng hãy tin. Đầu tiên là Chúa nói chớ sợ nhưng hãy tin. Vì Ngài đứng toàn năng. Ma quỷ luôn kích người ta sống theo ý muốn của xác thịt mình mà không tin vào mọi lời mà Chúa đã phán. Còn Chúa Giê-xu thì lại công bố điều mà Đức Trời muốn là người phải sống có trách nhiệm ở trước mặt Đức Trời. Nghĩa là phải tin, phải hiểu giá trị thật của luật pháp mà Đức Trời đã ban cho loài người chúng ta đó, đã phán ra đó là con đường mà người ta phải đi trên đó, phải vâng phục, phải làm theo để nhờ quyền năng có trong lời Đức Trời mà được sự sống lại, sự sống thịnh vượng, sự sống thành công và sự sống đời đời. Đấy là mạng lệnh của Chúa, là con đường chúng ta phải đi để được sự sống. Đừng nghĩ đến chữ phải mà nghĩ đến chữ được. Không theo Chúa thì cũng phải làm mới có ăn. Đi theo Chúa cũng phải làm mới có ăn, nhưng mà làm trong sự khôn ngoan thông sáng mà Chúa chỉ cho. Đi đường nào hơn? Đi theo lời Chúa hơn. Đúng chứ nào? Ma quỷ không nói cái điều tốt nhất, nó nói là gì? Chúa bắt mày phải làm. Nhưng mà Chúa nói là cái miệng ngươi bắt ngươi phải làm. Vì nếu ngươi không làm thì ngươi đói. Nhưng nếu ngươi không theo ta thì ngươi sẽ làm theo cách của ma quỷ, đánh để điều ác ngươi chết nữa. Nhưng nếu ngươi theo ta, ngươi cũng sẽ làm, nhưng mà trong khi ngươi làm đó được bảo vệ, bởi vì ta chỉ cho ngươi con đường tốt nhất. Vì ngươi nhận biết ta cai trị mọi sự. Bởi vì khi ngươi biết ta cai trị mọi sự, ngươi sẽ nhờ cậy ta can thiệp để ma quỷ không thể hà hiếp ngươi được, để cho ngươi được thành lợi, được thuận lợi. Chọn đứng nào? Ma quỷ luôn cắt cái phần tốt nhất. Nó nói cái phần dễ nhất. Chúa muốn ta đi vào con đường khó nhất để được điều tốt nhất. Thấy chưa? Ngài công bình. Đường thế gian là đường khoảng khoát á, rộng lắm, nhưng cuối cùng đến nẻo chết. Còn đường của Chúa là đường hẹp. Hẹp là bởi vì anh không được đi ngay ngang, hay không đi dẻo hai hàng. Đi theo thế gian là sao? Mở miệng ra là nói dối, để được ý của mình thôi. Mà không biết rằng khi chúng ta nói dối, chúng ta lừa được người ta, nhưng mà lại khiến mình rơi vào cái cạm bẫy của luật pháp và chết khi người ta phát hiện. Chúa chỉ chúng ta biết con đường tốt nhất, nó hẹp thật, nhưng mà đi đến đâu chắc đến đó. Vì trên con đường của Chúa chỉ chúng ta đi đó, không có ma quỷ, không có thứ dữ, không bị trừng phạt. Cứ đi sẽ đến nơi, cứ đi sẽ tới nơi.
và đến nơi thì được an toàn. Đến nơi đó, cái của mình làm được đó không ai cướp được, bởi vì mình làm trong sự công bình. Nó có thể ít nhưng mà không bị cướp đi, còn hơn là bị nhiều mà cướp đi hết. Anh em muốn biết là người đánh bạc được một đống vào rồi, một đứa sau sạch túi. Tôi cảm tạ Chúa. Có lẽ dòng dõi của tôi là người Pháp không biết đánh bạc, nên khi ở trong nhà của ba tôi ghét đánh bạc. Còn các em của nhà tôi, đứa nào giỏi đánh bạc? Giỏi lắm, đưa nó cả tỷ cũng hết luôn à. Nó giỏi tiêu lắm. Đánh bạc như nhanh lắm, một chút xíu ra trắng tay. Mà tôi thì ghét nhất đánh bạc. Tôi cảm tạ Chúa điều đó. Để có thể thắng được những sự cám dỗ của ma quỷ, người tin Chúa phải luôn có sự sáng thật của Đức Trời ở trong lòng, và sự sáng đó là lời của Đức Chúa Trời. Và phải có sự hiểu biết lời Đức Trời cách chắc chắn, không nghi ngờ, không do dự, không lưỡng lự khi làm theo lời của Đức Chúa Trời. Một điều mà tôi muốn tất cả người mới tin Chúa phải hiểu một điều này. Chúa Giêsu phán, lời của Chúa là thần linh và sự sống. Có nghĩa là lời sống và linh nghiệm. Khi ta nghe, chúng ta nhớ. Chúng ta tưởng không tác dụng sao? Có tác dụng đấy. Khi ta gặp khó khăn, hoạn nạn, thử thách, cám dỗ, nghe tức có tiếng nói nhắc ta nhớ lời của Chúa. Vì lời Chúa sống linh nghiệm cho chúng ta. Ai làm điều này? Đức Thánh Linh, cha của chúng ta làm. Nên anh em cứ nghe, đừng ngủ, cứ nghe, cố thức. Rồi nếu có lỡ ngủ về cho tôi đọc lại đi. Bài tôi mượn đĩa của ông sư tôi nghe lại đi. Để bù lại cái lỗ mà mình mất khi mình ngủ. Có lỗ hổng đó. Mình phải nghe lại. Bởi vì chính lời của Chúa ở trong lòng mình nó sẽ sáng lên đúng kỳ. Chúa Giêsu phán là phải tôi nói. Chúa nói như thế nào? Chớ sợ khi người ta điệu người đến nhà hội đó. Hãy đến với quan các vua đó. Vì Thánh Linh của cha ngươi sẽ nói qua miệng các ngươi. Từ trong lòng ngươi sẽ nói ra điều đó. Vì Ngài yêu chúng ta. Ngài không bỏ chúng ta cô đơn đâu. Ngài nhắc bài cho chúng ta. Để chúng ta biết để cứu mình. Anh hiểu không nào? Cứ nghe. Có thể anh quên. Nhưng mà Chúa không quên. Chỉ cần anh giữ trong lòng thôi. Đó. Cứ giữ trong lòng thôi. Chính Chúa sẽ nhắc chúng ta nhớ điều đó. Nên khi con cái chúng tôi cầu nguyện cho các con trẻ và con trai tôi đi thi. Thì chúng tôi nói như thế nào? Lạy Chúa, xin Chúa nhắc cho con trẻ con nhớ được mọi kiến thức nó đã học. Ma quỷ không kiện tôi được. Đó. Ngài nhắc cho ta nhớ mọi điều mình đã nghe mà. Vậy thì Chúa nhắc cho con trẻ con nhớ lại mọi kiến thức nó đã học. Chứ không phải nhắc bài, Ngài không nhắc bài. Ngài biết nhưng mà Ngài không nhắc bài. Ngài nhắc chúng ta nhớ lại điều chúng ta đã được nghe. Để chúng ta thực hành cái đức tin của mình. Chúa đã hứa Ngài làm trọn điều đó. Vậy thì chúng ta không cô đơn. Ngài luôn hiện diện, Ngài ở cùng chúng ta luôn luôn. Vì Ngài yêu chúng ta. Khi chúng ta còn là kẻ có tội, thì Ngài đã vì chúng ta chịu chết. Anh Thành hiểu không nào? Ngài không phải yêu chúng ta vì chúng ta công bình. Ngài yêu chúng ta không phải vì xác thịt chúng ta hay công việc chúng ta làm. Ngài yêu vì tâm linh chúng ta là con của Ngài. Ngài đến cứu tâm linh chúng ta về cho Ngài. Xác thịt phải bị bỏ lại trên đất này. Hãy nhớ điều này. Ngài yêu chúng ta vì hơi thở Ngài tạo nên chúng ta là tâm linh chúng ta đẹp lắm. Đẹp như thiên sứ. Vậy nên chúng ta đừng để ma quỷ lừa dối, đừng nhìn vào cái khả năng của xác thịt mình hay hình dạng của mình. Hãy nhìn vào bề trong của mình là con Đức Trời mà xứng đáng là để Chúa yêu. Đức Chúa Trời là thành tín, công bình. Ngài là Đức Trời toàn năng. Ngài muốn ta hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Và tin cậy nơi Ngài, không nghi ngờ, không do dự, không lưỡng lự. Khi ta làm theo lời Chúa thì phải biết rằng tôi đang làm theo lời Chúa, Ngài cũng biết nữa. Ngài đứng ở cạnh, Ngài nhìn xem ta làm theo lời Chúa như thế nào, Ngài không khen. E rằng ta kiêu ngạo, Ngài không khen đâu. Nhưng mà có phần thưởng đến. Khi ta thấy phần thưởng đến, ấy là lời khen của Chúa. Anh em hiểu không nào? Chúa luôn làm điều này. Tôi cảm tạ Chúa một điều là khi tôi nhạy bén của việc của Chúa, tôi làm. Ngay cả lúc tôi rất khó khăn, tôi vẫn làm nghe được Chúa, tôi làm cho sự vui mừng đó. Tôi biết phước sẽ đến. Mà Chúa là làm như vậy. Chúa luôn có phần thưởng theo Ngài. Chúa nói về sự thưởng đi trước, rồi phần thưởng theo sau. Anh em hiểu không nào? Sự thưởng là gì? Là cái sự kiện lớn lắm. Là sự sống đời và mão vị chủ tiên mình nhận. Còn phần thưởng theo Ngài là món quà cho thuộc thể. Sự thưởng đi trước cho tâm linh, phần thưởng đi theo đó là cho thuộc thể. Ngài luôn luôn làm điều này. Nên anh em phải tin điều đó. Hãy vâng lời đi, sẽ thấy phần thưởng Chúa ban cho chúng ta.
Đức Trời là thành tín công bình. Ngài là Trời toàn năng. Lời Đức Trời không bao giờ qua đi dù một chấm hay một nét. Vậy nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở đâu và trong trường hợp có như thế nào thì hãy nhớ rằng Đức Trời biết trước tất cả mọi sự đó và Ngài muốn dân sự của Ngài phải tin cậy vào danh của Ngài, tức là uy quyền bổn tánh của Ngài. Lời Chúa đã hứa Ngài sẽ làm trọn điều đó. Vậy chúng ta cứ tin, cứ làm đi. Đừng phải nhìn thấy Ngài vì chúng ta ở trong Ngài. Ngài lớn quá. Để chúng ta phải biết này, chúng ta ở trong Ngài vậy. Đức Chúa Trời muốn ta tin cậy đến Ngài, không được nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Và đừng sợ hãi, bởi vì chúng ta là con cái, là sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Và mọi sự chúng ta phải đối diện đó đều làm cho sự biết trước của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn rèn tập cho sự của Ngài biết quyền tể trị của Ngài trên muôn vật, trên không gian và trên thời gian. Vì đầu tiên mà thực sự của Đức Trời cần phải làm đó là ngợi khen Đức Trời, vì sự khôn ngoan của Ngài là không thể do. Và như lời Chúa chép như thế này: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho kẻ yêu mến Đức Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở với nhiều anh em. Có những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng được công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Roma đoạn 8 câu 28 đến 30. Chúng ta không biết là mình đã được Chúa chọn để làm cho vinh hiển rồi. Từng bước một, chúng ta đừng nhìn vào hiện tại và nhìn vào tương lai là điều Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta được vinh hiển để chúng ta vào trong thiên đàng. Cha chúng ta đã có lời hứa chắc chắn rồi, nhưng mà chúng ta muốn cha cho con nhìn thấy hình đó ra. Chúa nói đây này, cuốn sách này chép về con này. Con bộ của ta thế nào thì con như vậy đó. Vì lời ta tạo lên rất giống nhau. Vậy thì chúng ta đừng nhìn thấy cái điều gì mình có bây giờ, hãy nhìn vào điều Chúa hứa cho ông ta, và chúng ta bươn tới điều đó, đặt đức tin của mình vào đó để bước tới để được cái điều đó. Mình sẽ không mệt mỏi, tin rằng tôi sẽ về thiên đàng, biết chắc rằng thiên đàng tuyệt vời vô cùng. Mà cái điều mà cha sẵn dành cho chúng ta đó còn tùy thuộc chúng ta nữa. Ngày nay chúng ta xây nhà của mình trên thiên đàng qua công việc đức tin chúng ta. Mọi công việc chúng ta vâng lời Chúa để là một viên gạch để xây nhà chúng ta trên thiên đàng. Chúa biết rõ điều đó cho chúng ta. Hãy nhìn chăm vào Đức Chúa Jesus Christ làm cố đế của đức tin và làm theo Ngài. Hãy nhớ, không nói chuyện với ma quỷ, nhưng hãy công bố lời của Đức Chúa Trời và nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà của cha chúng nó, và công bố chúng phải thờ phượng Đức Chúa Trời và phải hầu việc Đức Chúa Trời và hầu việc một mình Ngài mà thôi, như Chúa Jesus đã làm. Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa vì sáng nay Chúa ban cho ta lời hàng sống của Chúa, và chúng ta